Slide này nha. Một lần nữa thì các em nhìn vô cái cấu trúc ở trên góc màn hình đó, cấu trúc của góc màn hình về cấu trúc chung của các tetracycline. Như đã nhắc đó là gần như cái mặt phẳng ở phía dưới này, nếu chúng ta kéo một đường chéo từ cái vị trí số 9 đó, cho đến vị trí số 5 ha. Vị trí số 5 thì cái phần phía dưới đó thì chúng ta thấy là gần như là không thay đổi. Tất cả đều không thay đổi hết. OH vị trí nào, cetone vị trí nào, OH, cetone. Đây là nhóm carboxamic chỗ này ha, chỗ này carboxamic. Và chỗ này là OH, vị trí số 3 là một nhóm OH. Như vậy là toàn bộ cái này không thay đổi, kể cả trimethylamin chỗ này cũng không thay đổi luôn. Như vậy là nó rất là giống cho tất cả các mọi cái tetracycline. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là ở vị trí nè, số 5, số 6, số 7, số 8, số 8 thì ít khi thay thế số 9. Nhưng mà các cái vị trí mà thay thế đó, mai mốt nếu gia dụng có một câu hỏi đó, trong cái cấu trúc của tất cả các cái tetracycline có tác động kháng khuẩn và được sử dụng bằng thuốc đó, thì những vị trí nào ở trên cái khung mà gần như không thay đổi, hầu như là tất cả không thay đổi đó, thì đó là vị trí chúng ta đánh số đó, số 10 đúng không, 11 này ha, 12 này ha, như là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 10 nè, 11 nè, 12 thì những vị trí không, gần như là không thay đổi. Hoặc là câu hỏi ngược lại thì vị trí nào có thể có sự thay đổi được và dẫn đến sự đa dạng về cấu trúc của các cái tetracycline, thì chúng ta có nè, vị trí số 5 nè, vị trí số 6 nè, vị trí số 7 ha, 5 ha, 6 ha, 7 ha, và vị trí số 9. Vị trí số 8 thì không có bất cứ một nhóm thế nào thay thế đó cả. Vậy thì tất cả những nhóm trên này thì nó tuân thủ hay là nó có một sự liên quan nào đó mà chúng ta sẽ coi như thế này ha. Nếu chúng ta xét từ vị trí số 1 là cái nhóm ceto chỗ này gần như không thay đổi. Còn nhóm 2 thì thực tế đó là hầu hết tất cả đây là carboxamic, tức là CONH2. Tuy nhiên như là một cái phần mở đầu ở trong cái tetracycline đó, có nói rằng là khi thay thế một số nhóm chức đó, nó dẫn đến thay đổi tác động dược lý và tác động của sinh lý, rồi tác động của hóa lý. Thì những tác động của hóa lý là tác động của độ tan đó, thì các em nhớ là có một cái chất mà cái tên của nó là rolitetracycline, đúng không? Rolitetracycline thì thay thế một hydro ở cái nhóm carboxamin bằng một cái dị vòng có 5 cạnh chứa liter pyrrole. Như vậy thì cái cấu trúc đó nó thay đổi này, nó không có thay đổi về cái dược lý nhưng mà nó thay đổi về độ hòa tan. Cho nên một câu hỏi đó có thể đặt ra là carboxamic khi một hydro ở trên nhóm chức carboxamic thay thế bằng nhóm chức nào sau đây thì dẫn đến là có tác động, tức là có thay đổi độ hòa tan để dùng làm thuốc pha tim. Thì người ta cho mình một số nguyên nhân, đương nhiên là mình chỉ học thuộc nguyên nhân của mình thôi. Còn nguyên nhân giới hạn ra là bilirubin, bipirazin, pyrrole, bi gì đó thì là cái cách người ta làm cho mình nhiễu vậy ha. Nhưng mà mình phải nhớ là có một cái nhân, và cái nhân đó là nhân nào thì đòi hỏi chúng ta bây giờ chúng ta học bài. Bởi bữa trước thầy đã chỉ rồi đúng không, là trong cuộc cái gì rồi đó là một cái câu hỏi để nhắc nhở ha, để nhắc nhở mình tập trung vô cái nhóm thế đó. Hoặc là ra hỏi là khi thay cái nhóm pyrrole, giả dụ đó tôi nói pyrrole nha, vào ở trong cái vị dưới carboxamic thì cải thiện được a tính chất hóa lý, b độ bền vững, c phổ kháng khuẩn, và d giảm độc tính. Cái thì cách nào là đúng? Nếu mà đúng đó là nó không có thay đổi về hóa lý, đúng không? Và sai, nó thay đổi về hóa lý tức là thay đổi độ hòa tan ra. Chứ còn dược lý không thay đổi, độc tính không thay đổi và phổ cũng không thay đổi. Thì đó là chúng ta có một cái tiền dược mang tên là rolitetracycline. Hoặc là người ta cũng có thể cho một câu sau đây ha. Khi thay thế cái carboxamic, hydro của carboxamic bằng nhóm thế này, ta có một sản phẩm gọi là tiền dược của tetracycline, tên nó là a clotetracycline, b
Meloxicam D đúng không? Rolitetracycline C, tiacycline chẳng hạn như đó, thì chúng ta cũng phải chọn ra được một đáp án đúng. Nói như vậy cho nghĩa là đối với cái bộ câu hỏi trắc nghiệm đó, để đánh giá đó thì nó minh mông lắm. Vấn đề là chúng ta học như thế nào cho nó chắc chắn thì khi mà cái câu hỏi trắc nghiệm họ ra họ làm nhiễu đó thì cũng không làm cho mình sai sót, bởi vì kiến thức là nó giúp cho chúng ta vững vàng, từ đó chúng ta giải quyết mọi tình huống hết, chứ không phải học thuộc lòng. Học thuộc lòng thì người ta thay đổi câu hỏi là chúng ta mất phương hướng ngay. Cũng giống như là khi mà người ta mấy thầy cô Văn Ảnh là khi cho cái bộ một bộ câu hỏi mới đó thì thường là năm đó là các em làm điểm rất là thấp, rồi sang năm là bắt đầu thay tăng dần điểm lên, rồi khi mà các thầy cô quyết định thay đổi nữa thì các em lại vào thời điểm đó thì các em lại bị điểm thấp. Như có nghĩa là gì? Học theo cái bộ câu hỏi là không học cái đúng nha. Cho nên là mình cứ học theo những cái ý mình cho là quan trọng, nốt ở dưới mình có highlight lên, mình học xong và các câu hỏi nó sẽ xoay quanh ở chỗ đó nha. Bây giờ trở lại cái slide này, tính thân dầu tăng thì tác dụng khăn cũng tăng. Tính thân dầu do cái gì nè, bạn nào biết không ạ? Hai bên cũng được nha, không cần phải nói. Tính thân dầu tăng, vậy tính thân dầu là do cái gì quyết định trong công thức của tetracycline? Em làm biết cái hai bên lên đi không sao đâu. Thường các cái nhóm hydroxyl này nó có gọi là thân dầu không các em? Những cái nhóm hydroxyl này gọi là nhóm thân dầu không? Đặc biệt là hydroxyl phenol đó, nhóm phenolic này. Ở trên này có thể là OH này, OH là alcohol, anh cô bậc hai ở vị trí số 5, số 6, nhưng mà còn có vị trí 11, 12 hoặc là 10, đó thì tất là hydroxy thơm. Sao có thấy gì không? Rồi như vậy là nhóm OH không phải là cái nhóm thân dầu mà nó là những nhóm thân nước. Vậy thì nhóm thân dầu là những nhóm nào? Ở đây chúng ta thấy là các cái nhóm thân dầu thì thường là ở đây chúng ta có nhóm amin thế, nhóm halogen nếu có thì đó là những nhóm thân dầu. Và nhóm carboxybic thực ra nó rất là dễ bị ion hóa ha, rất không có. Còn như vậy là cái nhóm mà amin này, nhóm cito cũng là một cái thể đơn nhóm có thân dầu, nhưng mà ancol là thân nước thì rất là dễ ion hóa, còn cito không ion hóa. Và nhóm halogen, cái nhóm methyl đúng không, những nhóm như là nhóm thân dầu. Và những nhóm thân dầu đó thì nó làm cho tác động kháng vi sinh vật của một cái thuốc standard. Lý do tại sao như vậy? Nếu ở đây chúng ta thấy là có cái tính thân nước thì đương nhiên là cái phân tử chúng ta đó nó có thể đi qua được các cái màng, các cái lớp tế bào, các cái lớp cái vỏ của tế bào vi khuẩn mà nó thân nước như là peptidoglycan. Nhưng mà thân dầu nếu không có thì nó sẽ không qua được. Nguyên tắc là phân phối hấp thu thuốc ấy, cách thụ động, đa số thụ động qua các cái màng sinh học đó, nó phải có kích thước nhỏ nè, nó có phải cái tính thân dầu thân nước thích hợp để làm gì, khi nào đi vô gặp cái màng sinh học mà thân dầu thì nó sẽ đi cái đầu thân dầu nó vào, mình hút vào trong đó và sau đó nó sẽ chui một cách thụ động qua các cái lỗ boring ở trên cái vỏ tế bào, trên cái màng tế bào hoặc là ở trên các cái màng sinh học khác. Còn nếu mà gặp một cái chỗ mà thân nước thì đương nhiên là nó sẽ đưa ra các nhóm thân nước để mà nó tiếp cận mà sau đó nó chui qua. Còn bây giờ nếu mà chúng ta có thân nước mà có thân dầu thì thuốc nó sẽ không có hấp thu phân phối một theo một cách mà linh hoạt được, mà có thể là nó đến đó rồi nó dừng lại và nó không có đi nữa, thấy không? Như vậy cho nên là bắt buộc là nó phải có một cái sự hài hòa nhất định, và nếu chưa có thì bán công hợp phải làm chuyện đó để cho thuốc chúng ta được cải thiện cái dược độc học của nó, hấp thu và phân phối cho nó phù hợp. Như vậy đây chúng ta thấy là chúng ta có một nhóm dimethylamine là nhóm thân dầu nha. Về tính thân dầu tăng thì hấp thu của thuốc, phân phối của thuốc và việc xuyên qua tế bào, vỏ tế bào, màng tế bào đi vào bên trong nó sẽ tăng lên, điều đó nó làm cho tác động kháng khuẩn cũng tăng lên nha. Ngoài ra ở đây chúng ta cũng có một số lưu ý nè ha. Cái nhóm OH
là có nitơ, có oxy, nitơ chấm amin, là đấy là những cái chỗ, những nguyên tố mà nó có độ điện tử tự do thì nó có thể tạo ra các liên kết phối trí nè, cũng có thể là tạo ra các liên kết ion nè. Như vậy thì nó lại giúp cho sự gắn kết giữa thuốc và tổ thể. Cho nên là một hydrocarbon mà không có bất cứ một cái nguyên tố hóa học nào hoạt động, không có một cái nguyên tố hóa học nào mà có khả năng ghép đôi, có khả năng tạo các nối, các cái liên kết ấy, thì gần như chắc chắn không có tác động trơ vào mặt vật lý. Ví dụ em lấy thì em lấy một cái hydrocarbon nào đó đi ha, chứ là pentan, heptan, nonan gì đó đại khái đó, là không bao giờ mà chúng ta có hy vọng là nó có tác động vật lý, nên vì nó không có một cái tương tác giữa một cái thuốc và cái thụ thể để mà nó kích hoạt lên một cái tác động vật lý của cái thuốc đó. Nhưng ta ở đây ta nói là cái C3 là chỗ nào nào? C3 nếu chúng ta tính đó, thì C3, C4, C6, C9 là carbon ở vị trí số 3 ở chỗ này. Số 3 này ha. Carbon số 4 này, số 6. Ở số 3 thì luôn luôn là có một nhóm hydroxy. Và cái nhóm này quan trọng, và nếu mình cắt bỏ đi đó thì gần như là nó mất đi tác dụng của nó. Vì lý do là khi người ta docking lên trên cái protein của cái ribosome, người ta thấy rằng là ở cái vị trí mà tetracycline gắn kết trên ribosome đó, người ta thấy rằng là có sự tương tác giữa cái nhóm OH ở vị trí C3 với cái thụ thể. Và như vậy là nếu như mà mình bỏ nó đi đó thì nó dẫn lên lỏng lẻo, yếu. C4 thì chúng ta có một nhóm dimethylamine. Để cái này nói ha, cái nhóm này quan trọng lắm. Thứ nhất đó, tạo ra một cái tính thân dầu. Cái thứ hai là cái dimethylamine này đó, nó có nitơ như là một cái tác, một cái vị trí quan trọng, ở một cái vị trí quan trọng có thể gắn kết thuốc và thụ thể lại được. Cho nên là cái vị trí số 4 đó, gần như cái dimethylamine đó là không cắt bỏ, hoàn toàn là không cắt bỏ được. Và ở đây người ta nói là nếu như mà epimer hóa đó thì nó sẽ mất tác dụng đi. Epimer hóa này có nghĩa là gì? Có nghĩa giả dụ cái phân tử chúng ta vẽ ở đây ha, trên mặt phẳng như thế này, thì chúng ta quy ước là đưa cái nhóm dimethylamine ra phía sau mặt phẳng bằng cách là mà người ta làm cái nối đó, cái đứt khúc đó, thì người ta hiểu rằng là ta mô phỏng đó là cái nhóm đó là nhóm ở phía sau mặt phẳng. Và cái nhóm ở sau khoảng khi nó tiếp cận với cái ribosome thì cái tiếp xúc của nó rất là gần và nó mạnh mẽ. Còn bây giờ nếu có hiện tượng epimer hóa xảy ra thì cái nhóm đó nó ngược trở lại, nó đi vào phía trước, nó đi ra phía trước chứ không phải đi ra sau một khoảng nữa. Như vậy là cái khoảng cách của nó sẽ xa so với cái gene trên cái vị trí gắn kết của nó trên ribosome, nên là cái tương tác đó nó sẽ yếu đi. Và rõ ràng trên thực tế đó, nếu như mà chúng ta cho tác động bởi ánh sáng, trong tác động các điều kiện đó, ẩm nóng vân vân, thì có sự dịch chuyển, đặc biệt là trong môi trường ánh sáng hay chiếu sáng trực tiếp đó, thì cái nhóm này nó bị thay đổi vị trí, thay vì ra phía sau thì nó ra phía trước mặt phẳng, gọi là hiện tượng epimer hóa. Và ta gọi đó là gì? Ví dụ như là nó là tetracycline thì cái dạng xuất đó là epitetracycline, thì gần như là không có tác dụng. Mà đã không có tác dụng rồi nhưng mà lại có độc tính, nhưng mà chúng ta hết sức là lưu ý ha. Như vậy khi nếu mỗi câu hỏi ta đặt ra là vai trò của nhóm dimethylamine vị trí số 4, chúng ta phải nhớ là một là tăng cái tính thân dầu cho phân tử, cái thứ hai là vị trí ở đó đó có nitơ thì nó sẽ tạo ra tương tác thuốc và thụ thể, cho nên là rất là quan trọng ha, sự có mặt của nó rất là quan trọng. Cho nên hỏi là nếu cắt bỏ nhóm nào sau đây thì ảnh hưởng lớn đến tác động vật lý, thì chúng ta sẽ nói rõ rõ rất là ngay là nhóm dimethylamine không được cắt bỏ. Bởi vì những nhóm khác đó, khi mình cắt đó, thì vẫn còn có những nhóm tương tự để mình tạo tương tác, nhưng nhóm dimethylamine là mất đi tính thân dầu. Và mất đi tính thân dầu là quan trọng vô cùng, vì trong nhóm này nó gần như cũng không còn nhóm nào nữa. Ở vị trí C6 chỗ này có một cái nhóm OH tự do gọi là rửa bậc 2 đó, và một nhóm dimethylamine, nhóm metin. Và hai cái nhóm này thì khi docking vô thì ta thấy rằng không có sự tương tác nào giữa thuốc và thụ thể có liên quan đến hai nhóm này. Như vậy ta nói đó là thừa. Thì tại sao là thừa? Bởi vì nó không có vai trò nào hết rồi, nhưng nó cản trở nữa, thậm chí nó cản trở bởi vì mặt không gian đó nó sẽ cồng kềnh lên, và một khi cồng kềnh lên đó thì làm cho cái hấp thu của thuốc, phân phối của thuốc nó đi qua các cái màng sinh học, nó cũng rất
bị ảnh hưởng, nó giảm đi. Chưa kể đối với cái nhóm OH rượu bậc 2 đó, ở vị trí C6 này, thậm chí là sau này chúng ta có những vị trí khác, mà nếu bên cạnh nó đó còn các hero có thể tấp cùng với đó, thì thường ở trong môi trường axit đó, xúc tác của axit sẽ làm tấp đi một phần tử nước. Như vậy là có hiện tượng đó, tôi gọi là hiện tượng mà lại nước nội phân tử, lại nước nội phân tử, và nó tạo ra một cái đồng phân mới, một cái sản phẩm, một cái dẫn xuất mới và mất tác dụng. Thì cái này bạn học, mấy em học ở trên thực hành của hóa dược đó, thì các thầy cô có thể hướng dẫn cho em, cho trong môi trường, cho bọt vô, cho một ít axit, một giọt vài giọt axit thì sulfuric đậm đặc, thì chúng ta sẽ thấy cái màu nó thay đổi, là cái màu nó thay đổi. Như vậy là có OH sau này là nó trong môi trường axit đậm đặc như vậy là nó loại nước liền nha, bằng cách là nước nó xúc tác trên OH, nó gắn lên tạo thành HOH dấu cộng, và cái này nó không bền cho nên nó sẽ tách rời một phân tử nước nha. Đồng thời cái nối nó sẽ đập vô ở trong cái này tạo thành một cái nôi chỗ này. Nó là một cái, và nước nước nó sẽ được tạo ra, nó sẽ được khúc giữ ở trong cái axit sulfuric đậm đặc, và chúng ta thấy nó có một cái màu nó khác cái màu ban đầu. Giả dụ ban đầu chúng ta là có một cái tetra màu vàng tươi, sau khi cho vô trong axit thì một số tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà ví dụ tetra sinh có thể cho màu đỏ, không có màu vàng nữa. Rồi như vậy là cái ở hai vị trí này nếu mà bán tổng hợp đó thì người ta bỏ đi vì nó không cần thiết nữa, mà để lại đó thì nó lại kém bền, đặc biệt là trong môi trường axit này, cái OH này kém bền. Và thứ hai nữa là nó cản trở một không gian, nó ảnh hưởng đến sự hấp thu. Đối với C9 vị trí chỗ này thì người ta nghiên cứu đã thấy cái vị trí này nếu như có một cái nhóm mà có đôi điện tử tự do mạnh như là nitơ thì nó sẽ lợi ích là tương tác của nó với thụ thể cũng sẽ mạnh thêm. Từ đó người ta có nghiên cứu ta tạo ra chúng là một nhóm N2 ta gọi là amine citrine. Nhưng mà hiện nay chắc đó thì chưa ra thị trường, nghiên cứu cũng lâu lắm rồi, tại vì tôi đọc lâu lắm rồi, nhưng mà chưa, có thể là nó bị vướng trong cái độ bền vững hoặc là ở trong cái độc tính nào đó. Nhưng mà mới nhất đó, thì chúng ta có một cái phân tử là tyrosidine ở chỗ này, là một cái niter, một cái giống niter, mà một cái giống niter này nó sẽ được thế bởi một cái chuỗi cũng mang các cái biến tố niter nữa để làm sao tăng cái tính thành dầu nó lên, đồng thời tạo ra sự tương tác mạnh mẽ. Chút xíu chúng ta coi cái phân tử là tyrosidine nha, tyrosidine ở đây gọi là glycine carboxamide, tức là khi chúng ta đưa một chút amin rồi sau đó ta amin hóa nó bằng glycine carboxamide, carboacid hay carboxylic, glycine carboxylic amin hóa lên cái nhóm amin thì người ta gọi là glycine carboxamide. Và đây là một cái kháng sinh mới nhất trong cái khung các cái nhóm tetracycline. Và người ta cũng thấy là mặc dù trên này có nhiều giống thế nè, giống thế ở trên này, nhưng mà những giống thế này đó là nếu như mà mở rộng ra nó thay thế bằng các giống thế khác nhau, thì người ta thấy rằng chỉ có nhóm methyl là hiệu quả, còn những giống khác là không hiệu quả. Lý do của nó là gì? Là nó sự cồng kềnh của nó mà thôi. Cồng kềnh của nó thì ảnh hưởng tới cản trở sự gắn kết nè, hoặc là cản trở sự hấp thu vì nó quá cồng kềnh, phân tử nó quá lớn. Thì đấy là chúng ta chú ý thêm ha. Còn cái vòng D ở chỗ này, đây là vòng D. Nếu là vòng benzen thì tác động tốt, và người ta cố gắng ta thay bằng những vòng thơm khác như vòng nông cạnh tion hoặc là viron vân vân, thì có tác động nhưng mà nó thua xa so với cái vòng benzen. Giờ hiện nay là không có cái sản phẩm nào trong nhóm tetracycline mà có các cái vòng không phải là vòng số cạnh cả. Đó, đây là những vòng là vòng thơm xem như mình xem như vòng benzen hoặc là hydrobenzen, tức là nó được đo hóa một vài nửa đôi nào đó, thấy không? Đấy, ở đây chúng ta nói là carboxamic mà được thế thì chúng ta có thể thay đổi cái độ thay của nó. Đây là slide mà nó có nhiều cái ý nghĩa trong cái bán tổng hợp, nên sau này chúng ta phân tích các chất bán tổng hợp mình hiểu lý do nào mà người ta làm như vậy. Chẳng hạn như là cái tetracycline, oxy tetracycline là nó có nhiều nhóm OH ở vị trí hoặc là C6 làm kém bền,
và như vậy là người ta thường người ta làm loại bỏ nó đi, và khi loại bỏ nó đi đó thì nó sẽ tăng tính tăng dầu lên, và khi tăng tính tăng dầu lên chưa đủ đó thì ở vị trí C ở này chẳng hạn như là C7 này, ta đưa nó vào trong một nhóm tăng dầu nữa cũng dibutylamine, đó là trường hợp mà ta có ở trong cái dẫn xuất minoxidil, nó có hai nhóm dimethylamine và những cái vị trí còn lại thì các nhóm OH sẽ được cắt bỏ hết, nên phân tử rất là gọn, phân tử nó không có gì nhóm, không có gì nhóm thế than nước nữa, mà nó chỉ có hai cái nhóm thế than dầu ở phía trên đây, và điều đó nó giúp cho phân tử của nó rất là gọn gàng và tăng tính than dầu. Cho nên là trong cái biểu hiện rõ nhất đó, khi người nào mà sử dụng cái minoxidil đó, đôi khi họ thấy có cái phản ứng ở trên thần kinh trung ương, cái biểu hiện giống như thấp đều đó, tức là hơi khi mình đã sử dụng cái đó là có phản ứng phụ đó, xem như là nó không kiểm soát được cái thăng bằng, thì đó là do lý do là minoxidil nó có thể xâm nhập vào hàng rào bão não được, vì kích thước phân tử của nó nhỏ gọn và thăng dầu. Rồi sau này đó, người ta cũng nghiên cứu nhiều tác động khác của cái minoxidil ở trên cái não, ví dụ viêm não này, viêm màng não này, thậm chí kể cả người ta tính đến cái việc mà điều trị viêm của màng não mà dẫn đến các bệnh lý như Alzheimer đó, thì người ta sử dụng các cái minoxidil, tất nhiên là nghiên cứu nó chưa ra thị trường, nhưng mà ở chỗ này muốn nhấn mạnh là gì, nhờ cái phân tử của nó nhỏ gọn, chúng ta thấy mặc dù là bốn vòng đó mà nó xếp hàng ngang như thế này ha, như vậy khi mà một lần nó đi đi theo chiều nơi này á thì nó không chiếm cái kích thước, chứ còn nếu đi chiều xuống đó thì nó phình ra đúng không, nhưng mà nó đi chiều này à, đi theo chiều chiều dọc của nó đó, à, chiều ngang của nó hai bên đó thì nó sẽ không dưới, tại mà ở đây chúng ta có những cái nhóm trên này nó được xếp lại rất là gọn gàng, à, đấy là lý do tại sao mà cái minoxidil nó có cái nhiều cái nghiên cứu trên não bộ hơn. À, tác dụng phụ nếu mà mình ghi rõ đó thì tác dụng phụ mình trên răng xương á, thì đây là tác động mà gần như ta quan tâm nhiều nhất á. À, trẻ em mà nếu như chưa có phát triển cái hệ xương thì cái khung xương nó cũng sẽ hạn chế, bởi vì khi chúng dùng đa tetracycline vô đó, tetracycline tạo ra một cái phức hợp cycline calcium octophosphate, và cái phức hợp này nó gần như bền vững, nó không có làm cho cái khung xương nó phát triển tốt hơn như là khung xương bình thường. Ngoài ra nữa, cái màu của cái chất liệu này đó thì nó giống như là xi măng gạch cát kia đó, mà ta tạo ra cái màu để ta xây nhà đó, thì nó xây xương, nó xây các cái bộ khung của chúng ta rồi răng vân vân, thì những cái đó nó được nhuốm màu tetra và chúng ta thấy nó có cái màu càng ngà như vậy, kể cả cái răng nó cũng bị ngà luôn, và cái men răng đó thì nó trở nên là giòn chứ nó không còn dẻo dai nữa, cho nên rất là dễ bị sâu răng, dễ bị vỡ ra, cho nên chúng ta thấy là đây là một cái tác dụng phụ mà tuy là nó không gây chết người ngay nhưng mà nó để lại rất là nhiều cái hậu quả sự phát triển này, hậu quả cho cái hàm răng, cái bộ răng của cái người đó, cho nên là về mặt thẩm mỹ phải khắc phục nè, thậm chí là trong những cái thời kỳ mà chưa có thẩm mỹ là phải chấp nhận mang cái hàm hàm răng từ làm răng tetra đó, làm răng đen xì xì vậy đó, thấy không? Rồi, còn cái độc thứ khác nữa là người ta nói là độc ở trên cái tác dụng phụ khác nữa, chứ độc tính đó thì xem như là nó không có quá độc ha, không có độc. Trên, ví dụ như là trên hệ tiêu hóa đi, đây cũng là một cái phản ứng không mong muốn, bởi vì tetracycline là một cái kháng sinh phổ nó rất rộng, nó rộng là nhiều vi khuẩn gram âm, nhiều vi khuẩn gram dương nó tác động được, và rất rộng là tác động luôn cả đơn bào, rồi nó tác động cả trên một số ký sinh trùng như ký sinh trùng sốt rét, à, chính vì rất rộng như vậy cho nên khi mà nó sử dụng tetracycline đó, nó vào trong dạ dày đó, chúng ta uống đó, nó qua ruột đó, thì nó làm cái hệ vi sinh của đường tiêu hóa đó thì gần như là bị thay đổi, bởi vì nó tác động mà cho nên thay đổi, cho nên người ta cũng thấy là nó sẽ gây ra một sự rối loạn về tạp khuẩn đường tiêu hóa, và trong đó những cái con mà nó đề kháng với tetracycline đó thì bây giờ nó sẽ sống nhăn răng ra, nó không bị kìm hãm nữa và nó phát triển một cách thoải mái, bởi vì những cái vi sinh vật khác chế ngự sự phát triển của các vi khuẩn này đó thì là biến mất rồi, không ai kiểm soát ra được hết,
À, như vậy tháo hồn phát triển hơn. Thì như vậy đấy, nếu mà Clostridium nó có thì nó sẽ phát triển, nếu Candida thì nó có thì nó sẽ phát triển, hoặc là tụ cầu vàng Staphylococcus sẽ phát triển, thì nó gây ra gì, tạo ra viêm ruột kết dã man là do con Clostridium difficile, hoặc là gây mà bệnh tiêu chảy đó, Candida albicans đạn nấm á, đường tiêu hóa đó ha, rồi hoặc là nếu mà Staphylococcus aureus đó, thì nó cũng gây tiêu chảy. Nhưng mà đằng sau đó đó thì đối với Clostridium hoặc là Staphylococcus aureus đó, thì nó có thể là gì, gây hoại tử ruột và có thể gây nhiễm trùng huyết, và cái độc tố của các vi khuẩn này tiết ra thì gây độc thần kinh và có thể gây tử vong. Candida albicans thì nó thấy là nó khó trị hơn, nhưng mà nó cái mức độ độc của nó là do cái độc tố thì không có, nhưng mà Clostridium là Staphylococcus aureus thì hết sức là quan trọng. Có nhiều trường hợp mà ngộ độc tập thể đó, ngộ độc hàng loạt đó, ví dụ như ăn thức ăn bị nhiễm Staphylococcus aureus mà không hiếm các trường hợp là tử vong. Còn cái Clostridium difficile natrium và viêm ruột kết dã man á, cái này cũng gây tử vong rất là cao. Nên như là nói đó, cái độc tố nó phóng thích ra ngoài. Còn trên gan nó độc là khi nào chúng ta sử dụng liều cao, chứ còn bình thường thì nó không có độc trên gan. Rồi trên thận đó, thì cũng thường đó, ta nói là khi nào chúng ta sử dụng các cái sản phẩm mà biến chất, như đã nói nãy là epi đó, đồng phân epi, chúng ta bảo quản các tetracycline mà nó không có đúng quy định đó, để chỗ nắng nè, ánh sáng trực tiếp chiếu qua nè, thì nó làm cho nó nhiều cái đồng phân epi trong đó hơn. Đồng phân epi thì tác dụng nó giảm mà nó cái độc tính rất cao, thì cái đó là nó gây bệnh tinh thần, bình thường nó sẽ cũng không gây tinh thần. Còn cái mà trên da đó thì đây là một cái phản ứng mà tăng cái hấp thụ tia ở trên da. Khi chúng ta uống tetracycline ha, chúng ta ra nắng đó, thì chúng ta bước vô chúng ta thấy màu da nổi đổi, đổi ngay liền, nó sạm ngay liền. Tất nhiên là trong vòng mấy ngày sau thì nó cũng từ từ nó nhả đi ra ha. Nhưng mà trường hợp mà nặng đó, chúng ta uống liều liều thuốc điều trị đó, nhiều ngày tích lũy rồi đó, chúng ta đi ra nắng, chúng ta phơi nắng đó, như cái người châu Âu đó ha, người ta phơi nắng là cả buổi đồng hồ đó, cả buổi vào cái mùa mà mùa hè đó, người ta thích phơi nắng lắm, tại vì sau một cái mùa đông kéo dài đó thì ta cảm thấy là thiếu thiếu ánh nắng mặt trời. Cho nên là nếu bạn nào đã từng đi có dịp đi du lịch châu Âu, học học hỏi ở châu Âu, nước ngoài như vậy đó, hay là coi phim rồi đó, các bạn sẽ thấy là ở trong cái mùa hè thì ở trong khắp các cái dọc sông, dọc dọc theo các cái, nói chung là những chỗ nào mà nó có thể phơi nắng được, người ta sẽ phơi nắng. Nếu như chỗ công cộng đó thì người ta ngồi nắng, ta uống cà phê, ta nói chuyện với nhau, không có né nắng như mình. Còn ở những dọc các bờ sông hay ở trong nhà của họ, sân vườn của họ đó, thì họ phơi nắng toàn thân các bạn nha, chứ không phải ở đâu. Cho vậy đó, ở trong một cái một chỉ định đó thì phải ghi rõ là nó có nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, có thể gặp tổn thương da, để làm chi, khi mà cái người sử dụng ta biết ta né, chứ nếu không đó, nó có thể dòm, nó gây bỏng. Em nào mà đi tắm biển Vũng Tàu nữa không, thì thấy đó, là một ngày tắm nó về là da nó bị lồi, bởi vì sao, chúng ta tiếp xúc với nước muối nè, nước biển nè, rồi ánh nắng mặt trời, ánh nắng mặt trời nó chiếu vô và là nó đã bị như vậy rồi. Nhưng mà trong trường hợp nếu chúng ta có uống thêm các cái kháng sinh tetracycline nữa đó, thì chắc chắn là đi sau một ngày về thì không ai nhận ra cả, nó đi khiếp luôn vậy đó, thấy không? Nhưng nó có giảm đi từ từ, trừ trường hợp là nó nhiễm vô cái răng xương rồi đó, thì nó không có tái phục hồi trở lại. Do vậy đó, người ta có mới dặn đó, nếu trẻ em mà dưới 8 tuổi thì không nên cho dùng tetracycline. Bởi vì sao? Bởi vì đó, chúng ta biết rằng cái trẻ em nó có một cái răng sữa và một cái răng vĩnh viễn, thì thường là từ 8 tuổi trở lên đó thì bắt đầu là nó thay cái răng sữa bằng cái răng vĩnh viễn. Và bây giờ nếu như mà dưới 8 tuổi mình uống đó, thì cái hệ xương, cái chất liệu nó tạo ra răng của mình á, cái men răng nữa đó, thì nó bị nhiễm tetra rồi, nó nằm bên trong đó. Chứ còn cái răng sữa thì nó không có nhiễm màu nữa, tại nó khi mà răng sữa mình chưa uống đó, thì nó nhô ra ngoài, nó là trắng trẻo rồi mà nó sẽ rụng đi, đúng không? Thì nó bắt đầu cái răng, cái mầm răng ở bên trong nó nhiễm tetra, nó bắt đầu nó nhú ra dần, như thế đến khi nó tạo trở thành một cái răng đầy đủ.
thì khi đó chúng ta thấy cái màu nó khác với cái màu mà của những trẻ em mà không xài tetracycline rất rõ ràng như vậy, không? Cho nên là khuyên không nên sử dụng cho trẻ em dưới 8 tuổi. Còn người mẹ, phụ nữ trong thời kỳ mang thai thì sao? Cũng không nên, vì nó qua sữa mẹ được thì nó cũng vào trong sự phát triển xương khớp, phải không? Nên là hết sức là chú ý, theo. Còn cái trong cái tương tác thuốc thì ở đây cũng giúp cho các bạn có một số thông tin để sau này học dược lâm sàng bình các cái đơn mà sử dụng đó, thì rõ ràng là sự tương tác nó xảy ra rất là nhiều. Xảy ra nhiều ở đâu? Bởi vì đó, chúng ta có nhiều cái nhóm OH acetone ở rất là gần nhau, và chúng ta chỉ cần là có một cái nguyên tố trung tâm, một cái ion nào đó, thì nó lập tức là tạo ra một cái phức, và cái phức đó nó sẽ rất là bền vững, một cái hình lập phương xấu cạnh thì nó sẽ rất là bền vững. Và ở đây cái phức đó thì vì một cái ion đa hóa trị đó thì nó còn có khả năng tạo nhiều cái ligand như vậy đó, cho nên là tôi thấy gọi là phức càng cua, tức là một ion ở giữa nó kẹp hai bên cái phân tử, cho nên phức nó cồng kềnh. Cho nên cồng kềnh thì nó dẫn đến gì? Hấp thu kém. Cho nên là các chế phẩm mà có chứa ion kim loại, như là ở trong sữa thì nó có canxi đúng không, có nhiều ion khác nữa mà canxi thì nhiều, trong ion bổ sắt đó thì nó có ion sắt, trong thuốc dạ dày đó thì nó có ion magie hoặc là nó có ion canxi, hay là ion nhôm, thì các này nó sẽ tạo phức. Và khi làm một tạo phức đó thì phân tử nó trở nên cồng kềnh hơn, ba bốn phân tử nó nhập lại ha, và như vậy là không hấp thu được. Như vậy là phải uống tetracycline, là không uống chung với cái này, chứ nó uống thì nó sẽ không hấp thu được, không hấp thu được thì không đạt được cái nồng độ để điều trị, phải không? Dạ. Còn cái trường hợp dưới này thì khác. Trường hợp dưới này là khi chúng ta uống nó vào trong cơ thể rồi thì những cái chất này thì chắc chắn sẽ là các bạn sẽ luôn luôn là ghi nhớ trong trong đầu mình đấy, không? Là phenytoin, barbiturat, đấy là những cái thuốc mà ta gọi là tăng cái hoạt động của các enzyme chuyển hóa tại gan. Luôn luôn là mình nhớ như vậy. Bởi vì sao? Ngoài cái tác động mà an thần ha của cái nhóm này đó, thì nó còn có một cái tác động khác nữa là tăng cái chuyển hóa, tăng tác động của cái enzyme chuyển hóa tại gan. Nếu chúng ta dùng chung các cái thuốc nói chung, chúng phải tetracycline không đâu, chung với cái này, mà nếu như những cái chất đó mà được chuyển hóa ở tại gan đó thì gặp có phenytoin hoặc là barbiturat thì nó sẽ chuyển hóa rất là nhanh, và như vậy làm sao tác dụng nó sẽ giảm đi. Chúng ta sẽ thấy có những trường hợp đó, ví dụ chúng ta nhiễm độc một cái chất nào đó đi, bilirubin giả dụ như vậy, mà bilirubin nó chuyển hóa ở gan, cho nên muốn tăng cái hoạt hóa men gan lên đó, thì người ta cho uống barbiturat ở cái liều thích hợp nha, chứ không phải là liều mà liều gây ngủ đâu, thì cứ nó làm tăng cái chuyển hóa, tăng chuyển hóa thì thuốc nó thay đổi rất là nhanh. Do có những cái tác động phụ không mong muốn như thế, cho nên chúng ta phải lưu ý là việc sử dụng của nó như thế nào cho những cá thể đặc biệt đó. Với người mẫn cảm thì bất cứ thuốc nào chúng ta cũng sẽ nói câu này. Ví dụ macrolide không dùng, không chỉ định cho những người mẫn cảm. Tetracycline cũng không dùng cho người mẫn cảm. Rồi quinolone không dùng cho người mẫn cảm, quinolone cái hạn vậy đó. Nhưng còn nếu mà thuốc á, thì người ta phải ghi là không dùng cho người mẫn cảm với quinolone hoặc là các thành phần khác của thuốc. Nên bao giờ cái câu đó không bao giờ sai cả. Nhưng xét một cách cụ thể hơn đó, thì người ta sẽ coi như thế nào là không dùng cho phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 8 tuổi. Lý do nãy mà mình nói đó là trên răng xương đó. Chứ còn gan thận thì nó không đến mức mà chúng ta phải chống chỉ định. Ở những cái người mà gan thận đó có bị yếu đi thì cái sự thận trọng trong cái sử dụng là theo dõi thôi, chứ không phải ở cái mức mà nói như là không được dùng, không? Còn cái việc mà làm bội nhiễm, tức là làm rối loạn cái sự cân bằng của vi sinh vật ở ruột đó, nếu xảy ra hiện tượng đó, thường là tiêu chảy, thì chúng ta nên ngưng. Và nếu có điều kiện nữa đó, thì lúc chúng ta ngưng một hai ngày mà nó hết cái hiện tượng tiêu chảy,
thì xem như là không có gì xảy ra. Nhưng mà nếu như vẫn còn như vậy đó thì chúng ta coi để xem như là trong cái phân của chúng ta nó có bị nhiễm cái con ví dụ như là Staphylococcus là cái kia không, thì hoặc là nghi ngờ thì ta có thể dùng các cái thuốc mà để điều trị các cái trường hợp nhiễm như vậy ha. Và đầu tiên là chúng ta phải ngưng trước, ngưng thuốc mà gây ra cái chuyện tiêu chảy là quan trọng nhất. Khi mà làm sử dụng kéo dài thì đương nhiên rồi, đánh giá cái chức năng gan thận nó bị ảnh hưởng như thế nào thì quyết định sử dụng liều và cái lộ trình của nó. Còn những cái người mà mẫn cảm đến sáng á thì chúng ta chú ý là nhắc nhở đúng không? Ở Việt Nam chúng ta thì có một cái thành một cái tập quán đi ha, tức là ra ngoài đó là chúng ta mang khẩu trang bự thật là bự. Bây giờ chúng ta mang khẩu trang kiểu y tế nó gọn gàng. Chứ còn trước đây đó chúng ta mang khẩu trang tôi thấy là nhiều khẩu trang nó có cánh nè, hai bên này là nó có cái má nó ra bên ngoài nó phủ hết luôn, chỉ chừa con mắt không. Rồi cái nón thì rất là rộng dành. Sau này chúng ta đội cái nón bảo hiểm rồi đó thì nó gọn lại. Chứ thực ra là cái ý thức chống nắng của mình rất là tốt, cho nên là khi uống tetraxilin thì đi ra nắng thì không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà với người Tây đó thì khi người ta ra đường đó là người ta không có mang gì mũ nón hết trơn đó, trừ trường hợp nó là tôi gọi là thời trang đó thì khác, chứ còn người ta không bao giờ sử dụng nón rồi khẩu trang người ta đeo người ta đi đâu được hết trơn. Người ta lúc nào cũng làm đẹp, thể diện lên, đầu tóc thì chải chuốt, uốn éo vân vân để có một hình ảnh rất là đẹp. Và nếu như trời thật là nắng nữa thì ta đi dù một tại vì sao, hoặc là ta đi xe công cộng thì ta không có mang dù, ta đi xe hơi thì không mang dù. Nhưng mà nếu ta đi bộ thì ta chạy dù thì rất là lịch lãm đúng không, mà chạy nắng theo cách như vậy. Còn mình đó thì đi Honda thì mình đâu có chạy dù được, như vậy là bắt buộc là người nào cũng phải có một khẩu trang khổng lồ ở trên. May mắn như vậy chúng ta thành một thói quen này, chứ không phải là tập tục mà nó là thói quen. Thói quen như vậy thì sau này thì cũng rất là hữu dụng cho chúng ta trong cái phòng ngừa Covid đúng không? À, vấn đề đề kháng thì bất cứ một kháng sinh nào nó cũng có cái đề kháng của nó đúng không? À, để mà tránh sự đề kháng thì làm sao? Người ta có khuyên là không nên lạm dụng kháng sinh hoặc là chỉ sử dụng kháng sinh. Như vậy là có mấy nguyên tắc ra thì biết cái đầu nhập môn cái môn này cái chư mà kháng sinh đó nói chung đó đại cư mà kháng sinh đó, thì không biết là các thầy cô có nói chúng ta nguyên tắc sử dụng kháng sinh hay không. Còn nếu không có đó thì về nhà chúng ta xem mở lên Google đó thì bác sĩ Google đều nói cho chúng ta, dược sĩ Google đều nói chúng ta là nguyên tắc đó. Nhưng mà ít nhất chúng ta phải nắm được cái này ha, chỉ sử dụng kháng sinh khi nào là có nhiễm khuẩn, là có nhiễm vi sinh vật, nhiễm đó là nhiễm vi khuẩn. Và muốn biết nhiễm vi khuẩn hay không làm sao, chúng ta phải phân tích bệnh phẩm theo cách nào khác ha. Lấy bệnh phẩm rồi làm nhuộm RAM để ta soi kính hiển vi, hoặc là ta soi tươi hay như thế nào đó là ta coi bệnh phẩm. Còn đối với những nhà điều trị mà nhiễm khuẩn thì kinh nghiệm rồi đó thì người ta cũng có thể là soi ngay trong phim, coi ngay trên đó thì đi. Nhưng mà đại khái là người ta phải quan sát cái nơi bị tổn thương mà đồng thời là phân tích cái bệnh phẩm và xác định nếu có rồi đó thì người ta chỉ định. Còn nếu trong thời gian mà chờ đợi đó thì với kinh nghiệm của nhà điều trị đó thì người ta vẫn có thể chia được kháng sinh nhưng mà không có lạm dụng nha. Tức là bác sĩ điều trị về nhiễm khuẩn ở nước ngoài đó thì nó có các loại bác sĩ khác nhau, bác sĩ điều trị nhiễm khuẩn, bác sĩ để điều trị nội khoa, bác sĩ RAM, nhưng mà không có lạm dụng kháng sinh. Còn mình đó thì gần như ai cũng có kinh nghiệm điều trị dùng kháng sinh cả, cho nên là nó dẫn đến là cái tình trạng lạm dụng rất là nhiều. Dùng đúng liều đúng không, đúng liều đúng thời gian đúng dạng dùng vô ăn tất cả những cái đó. Ngoài ra cần thiết thì phải biết phối hợp kháng sinh để tránh sự đề kháng. Nếu mà không biết phối hợp kháng sinh đó, giống như trong bệnh lao chúng ta điều trị 6 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng và thời gian dài như vậy vi khuẩn nó cũng rất là khôn ngoan ở nhận biết, và khi nó nhận biết rồi nó tìm cách là mà nó trừ khử đi bằng cách ăn kháng lại. À, như vậy là với những thuốc mà sử dụng rất lâu dài đó buộc lòng là liệu pháp là đa kháng sinh nhân, ví dụ như con H. pylori không chúng ta thấy người ta xài gì nè, tetracycline nè, subsalicylate nè, metronidazole, chúng ta có xài một cái sau này ta đổi tetracycline bằng clarithromycin, ta xài tinidazole là thay thế cho metronidazole, rồi ta xài một cái kháng sinh khác nữa
nó cũng nằm trong cái nhóm như là Nicaragua nó cũng là salicylate chẳng hạn, subsalicylate, tất cả những cái như vậy đó nó tấn công một lúc. Đối với lao người ta dùng ba cái một lúc để mà nó tránh sự đề kháng. Còn vi khuẩn đề kháng đó thì nói chung là bất cứ thuốc nào sau một thời gian sử dụng thì không ít thì nhiều luôn luôn là có sự đề kháng xảy ra, và cái nào mà trầm trọng đó thì đương nhiên là ta phải thải loại ra, chứ nếu không thì dùng nó không có tác dụng mà người bệnh nó sẽ nặng hơn, đúng không? Như vậy để mà tránh cái hiện tượng mà kháng thuốc đó, hàng năm Tổ chức Y tế Thế giới đó người ta có một cái tuần lễ truyền thông, tức là tuần lễ truyền thông về về cái phong trào mà gọi là phòng chống đề kháng thuốc, trong đó là kháng sinh là chính để làm gì, để tăng cái nhận thức của cái người người dân nói chung và người bệnh, kể cả bác sĩ luôn luôn, cái nhà điều trị luôn, là phải tôn trọng cái chỉ định của kháng sinh chứ không có lạm dụng. Chứ nếu không thì nó dẫn đến là ngày nào đó chúng ta không có thuốc, nếu không cẩn trọng thì một ngày nào đó chúng ta không có kháng sinh để chúng ta điều trị bệnh nhiễm khuẩn, đương nhiên là tử vong rất là nhiều lần ha. Nhắc lại là hàng năm người ta Tổ chức Y tế Thế giới có một tuần lễ để truyền thông về cái phòng chống kháng thuốc, kháng sinh, thường nó nằm vào tháng 11 của hàng năm các bạn nha, đã qua rồi đó. Đối với tetracycline thì nó cũng có các kiểu đề kháng thông thường vậy ha, vi khuẩn đề kháng có mấy cách nè, mấy cái phương cách đề kháng, chứ còn mà phân loại theo cái đề kháng nó bảo là đề kháng do nhiễm sắc thể, đề kháng do gen đó, thì cái đó là mình nói về cái cơ chế đề kháng theo cách như vậy. Còn cái phương pháp đề kháng của phương cách đề kháng của kháng sinh thì nó lại đa dạng hơn, vì trong cái ví dụ như đề kháng bằng gen thì nó cũng là hình thức như vậy, đề kháng bằng plasmid nó cũng là hình thức như vậy, nhưng mà chỉ mọi cách là nó di chuyển cái gen, cái đoạn gen mà nó quy định cho cái cách đề kháng đó thì nó nằm ở đâu thôi, nằm trong cái plasmid hoặc là nó nằm trong cái các cái gen mà do cái đột biến của vi khuẩn thôi. Vậy thì ở đây cái hình thức là như vậy, như là tiết ra enzyme để thủy phân, đó là một cách. Cái thứ hai thay đổi vị trí tác động, giả dụ là khi nó đi vào trong tế bào vi khuẩn thì mình nó muốn tác động ở trên quá trình sinh tổng hợp thì nó phải vào gắn vào cái ribosome, và khi vào đó thì nó có một cái vị trí, chứ không phải là vị trí nào cũng được, có vị trí đặc thù cho nó, mà gắn vào vị trí đó thì nó sẽ phải ngăn cản được, còn gắn vào vị trí khác thì không được. Thì bây giờ vi khuẩn đó nó di chuyển cái vị trí đó đi, nó vẫn để đó đó, nó vẫn để cái cầu cản nó cho mình vô, nhưng mà cái cản nó thay vì xưa đó là nó cập vô ở phường Bến Nghé, bây giờ cái cầu cản nó đưa xuống tuốt ra ở ở ngoài cái phao số 0. Vậy thì khi mà nó cập vô cản nó khắc bắt này không còn tác động nữa, thì ở đây là trong trường hợp mà nó thay đổi vị trí đó thì thuốc nó cũng không có tìm được cái chỗ mà để mà nó đứng đúng cái vị trí đó thì nó cũng không có làm được. Hay là nó thay đổi cái tính thấm. Rồi ở đây chúng ta có một cái hình thức nữa nè, tức là vi khuẩn nó có cái bơm, nó đặt cái bơm ở trên cái vỏ tế bào nó, đây chúng ta hình dung đây là một cái vỏ tế bào ha, ở đây bên trong nội bào của nó, ở đây bên ngoài. Thế khi chúng ta uống các cái tetracycline nó theo tuần hoàn nó đến thì nó gặp vi khuẩn thì nó chui, nó chui vào trong cái tế bào vi khuẩn đó thông qua các cái lỗ, thì gọi là lỗ các cái boring, tức là cái lỗ nhỏ rất là nhỏ, nó nằm ở trên cái màng và cái vỏ, nó chui một cách tự động vô bên này. Nhưng mà vi khuẩn đó thì phát hiện ra được, cho nên nó có cái bơm bên trên này, nó kích hoạt cái bơm thì cái bơm nó sẽ chạy ra ngoài. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái hình này vô này ha, và cái lỗ boring này vô đây này. Như vậy là thuốc nó chạy ra. Vậy đây là cái lỗ boring nó vô, còn này cái bơm của nó đẩy thuốc ra. Như vậy là thuốc nó không có một cái nồng độ đủ để mà tác động, và do vậy là vi khuẩn nó thoát, hay nó thoát được. Ê, để giờ chúng ta nói một tiếng rồi phải không à? Các bạn mệt chưa? Các em mệt chưa? Lên tiếng đi xem nào. Có ai ngủ không? Dạ còn ạ. À, dạ còn. Nhưng có ai ngủ không? Thôi thì chúng ta nghỉ với lâu 10 phút thôi nha.
Học online mà chúng ta học liên tục là chúng ta chán lắm, mệt mỏi lắm. Chúng ta nghỉ 10 phút, chúng ta làm gì làm, lục cơm nguội cũng được nè. Giờ này chưa có cơm nấu thì tôi ra lục cơm nguội cũng được nè. Bạn nào có tủ lạnh to đó thì kiếm đồ ăn ra ăn này ha. Bạn nào có cà phê gì đó thì làm một hớp cho nó tỉnh ngủ. 10 phút sau chúng ta quay lại nha.
Alo, alo, trở lại chưa? Dạ rồi ạ. Chúng ta tiếp tục nha. Cái phần này nó xem như là mình ôn lại thôi. Nãy giờ mình nói về cái tetracycline hôm nay đó, thì xem như bây giờ mình ôn lại để mình nhận định lại những cái gì quan trọng nó thông qua các cái thế hệ khác nhau của kháng sinh. Thực ra thì ở đây chỉ có lấy một cái thế hệ cũ nhất, nhưng mà nó là một cái kháng sinh tiêu biểu của cái họ này, là tetracycline. Rồi từ cái tetracycline đó mình thấy nó có những cái nhược điểm đó, thì cái thay đổi của các cái nhược điểm đó là cái gì thông qua các cái dẫn xuất của nó, thì như vậy là mình nắm được các vấn đề thôi, thấy không? Rồi chúng ta coi cái kháng sinh đầu tiên mà ở trong nhóm này là tetracycline. Thì cấu trúc tetracycline như vậy chúng ta cũng đã gặp mà rồi ha. Tetracycline kéo từ cái C9 về phía C4, thì như vậy là từ cái 8, 7, 6 với nhau có thể khác nhau giữa các cái tetracycline. Còn cái từ số 10 cho tới 12 đi qua số 1, 2, 3, 4 thì gần như là không thay đổi rồi. Và trên các cái phân tích đó chúng ta thấy nó có nhiều cặp enoxetol ở đây ha. Đây, enoxetol ở đây. Nó nhiều cặp. Ở đây cũng có cặp. Và nếu giả dụ như nó kết hợp với một ion kim loại thì nó tạo thành ra cái hình sáu cạnh như này, rất là bền, bạn thấy không? Thông thường khi mà nó tạo thành một cái hình có sáu cạnh thì bao giờ nó cũng bền vững hơn là năm cạnh. Đấy, ha, cho nên là có những cặp như vậy. Có những cặp như vậy. Và chính vì nó có những cái cặp enoxetol cho nên dễ dàng tạo phước Seelass với các dòng kim loại đa hóa trị, thường hóa trị 2, hóa trị 3. Và khi mà nó tạo ra một cái phước Seelass như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy có sự ảnh hưởng ha. Giả dụ như vào trong ruột đó thì nó sẽ hấp thu kém, nó bị giữ lại ở đó luôn, nó không hấp thu được. Còn nếu như vào, nhưng mà một khi nó đã qua được rồi đó ha, nó vào trong tế bào được rồi đó thì lại rất là hay. Một số tài liệu đó đã chứng minh rằng khi đi vào trong tế bào, nó vượt qua cái vỏ rồi màng tế bào, nó vào bên trong thì cái hoạt động của các cái tế bào thì bao giờ nó cũng có các cái ion kim loại xuất tán hết, thì thường là các cái ion Va-Ye. Và vào trong đó đó thì cái tetracycline nó bắt giữ các cái ion kim loại nó nằm trong nội bào của tế bào vi khuẩn, và như vậy thì nó cũng làm cho vi khuẩn nó bị bất hoạt đi. Ngoài cái phương cách mà nó gắn kết trên cái thụ, trên cái ribosome để mà ức chế sinh tổng hợp protein, thì nó còn có thêm một cách nữa là nó lấy hết, nó giữ lại hết các cái ion kim loại ở bên trong, và cái ion này đóng một cái vai trò xúc tác cho các cái chuỗi phản ứng enzyme ở trong cái tế bào vi khuẩn. Đây là một cái cơ chế rất là đặc biệt của các tetracycline ha. Tính bền vững của nó đó thì với cái môi trường rất axit axit mạnh đó thì nó sẽ tách ra các OH. Ở đây thì mình ghi là vị trí C6, nhưng mà nó không hẳn là chỉ C6 không. Giả dụ chỗ này mình có C6 đây, là tetracycline. Đây là mình nói cho trường hợp tetracycline thì cái C6 này nó sẽ tách đi. Thì muốn biết tách được hay không đó thì mình coi các hydro alpha của nó, hydro của nó ha, rồi OH này. Và nếu còn có một cái hydro linh động chỗ này nữa thì chắc chắn là cái cặp này nó sẽ tách ra ngoài, bằng cách là cái quá trình nó như thế này, nó nhận một proton hydro thì nó tạo thành H cộng O, và như vậy là cái này nó sẽ được tách ra bên ngoài và điện tử nó sẽ nhập vô bên này, và cái ion này nó trả lại cho cái xúc tác axit, thấy không? Như vậy là nó loại đi một cái phân tử nước ở tại cái vị trí số, ở đây là 56 nè, ở đây 5 5 a 6, thì khi đó cái phân tử đó ta gọi là 56 anhydrous tetracycline ha. Còn nếu giả dụ chúng ta có cái OH chỗ này, OH chỗ này, giả dụ OH chỗ này cho cái phân tử khác chúng mình nó, thì chỗ này vẫn còn hydro linh động thì H cộng nó cũng tấn công cho OH, bước ra một cái phân tử nước và cái đôi điện tử nó sẽ đập cho tre, và cái hydro này sẽ thoát ra bên ngoài trả lại cho cái môi trường. Thì khi đó là cái nối nó sẽ nằm vị trí này, nên nằm vị trí này. Như vậy cái chúng ta đây là 4, đây là 5, 5, 5A, 5 anhydro tetracycline. Như vậy là cái việc anhydro tetracycline nó tách loại ở cái nhóm nào
thì chúng ta coi cái đặc điểm của OH và các cái hydro carbon lân cận bên đó có hay không có. Nếu có thì nó sẽ tách ngay, nếu không có thì nó sẽ không tách được, thấy không? Còn các OH phenol này không bao giờ tách được rất bền, mặc dù các hydro đây đúng không, không tách thì nó bão hòa mất rồi, thấy không? Bão hòa mất rồi, bão hòa mất rồi, không tách được. Và cái việc tách đó, nó một nhóm, hai nhóm, ba nhóm thì nó tùy thuộc vào trong cái cấu trúc của bề trên, cho nên là nó cũng hết sức là phức tạp. Cái quá trình tách mình nói như vậy, nhưng mà nó cho nên là trong cái minh họa cho một số phản ứng đó, người ta có thể nói một lần, ta nói hai lần, ta nói vị trí này rồi cũng có thể là vị trí khác. Như vậy là nhớ nha, nhưng mà trong môi trường axit phối hợp thì có thể có một hoặc là nhiều nhóm OH sẽ được tách ra dưới cái dạng là loại phân tử nước, và cái điều đó nó tạo thành các dạng chất anhydro. Còn muốn đánh dấu cái anhydro nào ở vị trí nào thì chúng ta coi cái vị trí OH mà tách ra ha, và cái hydro bên cạnh. Ở pH kiềm thì có sự phân hủy tạo thành isotetracycline cũng mất tác dụng, ở trên mất tác dụng. Nhưng mà ở trong môi trường kiềm đó thì thường đó người ta chú ý cái vòng đó, cái vòng mà nó có ceto mình nó đối xứng với nó đó, phía bên đối diện của nhóm ceto này một nhóm OH. Ví dụ ở đây ceto amin thì không xảy ra, ở trên này OH ancol thì nó không xảy ra, nhưng vị trí này nó sẽ xảy ra. Giả dụ mình sẽ gặp một cái phân tử khác chỗ này nhóm ceto giống như nhóm OH thì nó vẫn xảy ra cho vị trí này. À, ở đây chúng ta đang nói tetracycline thì ở cái vị trí này là C6OH và cái C11OH là nó sẽ mở cái vòng này ra để tạo thành một cầu nối, cho một cái nối ở đây nội phân tử ha, lacton ha, rồi thì khi đó phân tử đó thì gọi là isotetracycline thì mất tác dụng. Vì nhà máy em mở cái cấu trúc của các tetracycline ở trong cái cua đó để mình coi, mình tìm những cái cặp nào mà nó có cái ceton và đối diện với nó là một OH ancol đó, thì mình cũng có thể thực hiện cái phản ứng tạo thành iso như vậy nha, chứ không hẳn là nó chỉ xảy ra trên một C thôi nha. Đấy, trước là không phải chỉ xảy ra trên một C mà vẫn có thể xảy ra trên một B nếu như có thỏa mãn các điều kiện như vậy. Và có một cái đặc điểm rất là thú vị là các isotetracycline thì phát bình quang mạnh hơn trong môi trường kiềm so với các cái tetracycline nguyên bản nguồn gốc của nó. Rồi trở lại cái tetracycline nha, nhắc lại pH acid đó, tức là pH trở hơn 2 thì tách loại một cái OH ở vị trí C6 tạo thành anhydro tetracycline không có tác động, mất tác động và có độc tính. pH lớn hơn kiềm thì cũng có sự phân hủy ở vòng C để tạo thành một isotetracycline mất tác dụng và có độc tính. Còn hấp thu đó thì ảnh hưởng nhiều bởi thức ăn, đặc biệt thức ăn có chứa nhiều dòng kim loại như ở phần trên này. Ví dụ chúng ta ăn rau dền, chúng ta chắc chắn là chúng ta có chứa nhiều dòng magie. Ăn rau xanh, ta tưởng là rau xanh mà có vitamin, không có, trong đó nó có nhiều chất khoáng rồi đó ha. Đề kháng nhanh, ta nói các cái cycline đó thì tác động của nó trên gram âm gram dương thì như nhau, nhưng mà vi khuẩn gram dương đó thì đề kháng rất là nhanh, cho nên là cái hiệu quả của giống tetracycline mặc dù phổ rộng như vậy đó, nhưng mà thời gian tác động của nó đó thì sau một thời gian tác động đó thì cái vi khuẩn gram dương nó nhanh bị đề kháng, nhanh bị lần thuốc, và đáp ứng của nó tốt thì vẫn là nằm trên gram âm nha, trên gram âm. Tetracycline đó cũng nằm trong cái nguyên tắc như vậy, tức là bị đề kháng nhanh và nó thường hiệu quả trên gram âm hơn là gram dương, bởi vì gram dương đề kháng nhanh hơn so với gram âm, và nó là một trong kháng sinh đặc biệt là điều trị H. pylori của cái nhóm họ tetracycline. Thì một câu hỏi đặt ra là chọn tetracycline nào sau đây, thấy không, để chỉ định kháng H. pylori, để cho là doxycycline, để cho là tigercycline, rồi để cho là minocycline, và một cái dùm dỗm như thế này là tetracycline. Thì buộc lòng chúng ta phải chọn tetracycline thôi, sao không có cách nào khác rồi sao? Có thuốc chứa tetracycline dùng để điều trị H. pylori, chứ không có những thuốc khác để điều trị H. pylori. Và trong chỉ định của các thuốc khác cũng không chỉ định để điều trị H. pylori. Dĩ nhiên là tetracycline không dùng một mình nó đâu, và nó dùng với các thành phần khác, ta bảo là bộ ba của các chất kháng sinh để điều trị H. pylori, bởi vì con H. pylori này rất là nhanh đề kháng.
Vậy thì một câu hỏi là giống như vậy rồi, mà tương tự chúng ta cũng có một cái câu khác mà người ta bảo là vì sao tetracycline được sử dụng để điều trị H. pylori trong khi các kháng sinh mới hơn như doxy, như mino hoặc là chigecycline lại không được chỉ định, tại gây nhiễm cho mình vậy đó. Thì đầu tiên ta phải là vì lý do nào chỉ có tetracycline có tác động là được rồi, nhưng mà ta gây nhiễm một cách là trong khi là các cái thuốc đó, các thuốc còn lại kia mới hơn, mới phát hiện hơn mà lại không có chỉ định. Cho nên có người nhiều người bảo là gì, tại vì bởi vì tetracycline phân bổ cao nhất vào cái nơi H. pylori gây bệnh, b vì tetracycline phổ hay là MIC của tetracycline mạnh hơn, mạnh nhất trong các cái kháng sinh mà tác động rồi, chẳng hạn như là độc tính thấp hơn tất cả quy định vân vân. Thì thực ra nó chỉ có một cái đáp án đúng là gì, phân bổ nhiều nhất ở H. pylori gây bệnh. Chứ còn cái khác là gì, hấp thu rất là nhanh, tetracycline uống vô xong dòng trong vòng 1 tiếng đồng hồ đạt maximum là hấp thu trên 90%. Đối với minocycline hấp thu là gần như 100%. Và còn chigecycline hiện nay đó, cái dạng dùng của nó là dùng dạng tiêm chứ không dùng dạng uống. Và như vậy chúng ta thấy rằng là vì những cái tính chất khác nhau đó, do sự phân bố, tức là do động lọc của nó đó, mà nó đưa đến một cái tetracycline tuy là phổ, tuy là cái tác động của nó là không có mạnh mẽ, nhưng mà nó đạt một cái nồng độ trị liệu khi người ta sử dụng nha. Nên nhớ như vậy nhau. Về điều chế thì hiện nay chủ yếu là phân lọc và sau đó bán tổng hợp, chứ còn tổng hợp toàn phần thì hiện nay người ta không có sử dụng vì giá thành rất là cao, do chúng ta phải đóng vòng rất là nhiều vòng và qua mười mấy giai đoạn thì chúng ta có thể đi từ một cái đơn vòng để chúng ta có được cái đa vòng của tetracycline, và như vậy là hiệu quả kinh tế nó mới cao. Và như vậy là cái phương pháp mà thích hợp nhất đó là chọn các cái tetracycline mà thiên nhiên, nó có công thức gần với cái kháng sinh mà chúng ta muốn tổng hợp, bán tổng hợp thì chúng ta lựa chọn. Ví dụ ở đây chúng ta coi ha, coi cái công thức này, cái chất này là ở đây chúng ta coi nó doxycycline, tetracycline, tetracycline. Thì ở đây tôi thấy đây là clo tetracycline ha, còn cái này là tetracycline, giống nhau hết, giống nhau hết, giống nhau hết, chỉ khác nhau ở đây là clo tetracycline ở vị trí số 7, nó có một nhóm halogen. Nhưng tại sao người ta không để cái clo tetracycline, người ta dùng ta làm tetracycline làm gì? Cái này cũng lên 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 men này ha, tức là sinh tổng hợp nó ra nè, cái này cũng sinh tổng hợp ta ra. Nhưng mà người ta thấy rằng là cái này đó hấp thu rất là kém, chỉ có 30% thôi, và cái này hấp thu 60%. Tác động sinh học thì nó tương tự với nhau, như vậy cái hiệu quả đó thì chắc chắn là tetracycline nó hiệu quả hơn là clo tetra. Vậy thì làm sao sản xuất đó, thì cái này sản xuất tương đối là dễ. Do vậy là nếu chúng ta sản xuất tetracycline thì giá thành cao hơn clo tetracycline, do cái năng suất đó thôi, do cái giống rồi cái năng suất của nó tạo ra. Thì như vậy là người ta phải đi tổng hợp tetracycline, bắn tổng hợp tetracycline từ cái clo tetracycline, giả dụ vậy không, thì như vậy là gì, bằng cách khử hóa thôi, khử hóa halogen bằng cái palladium, hydrogen trong xúc tác palladium thì ta đẩy được HCl ra ngoài, và như vậy là có một phần tử tetracycline bán tổng hợp. Thì đó là cái cách của người ta, nhưng mà thực tế đó thì hiện nay thì tetra thì là tetra, clo tetracycline là clo tetracycline, hai cái đều song song sinh tổng hợp hết, chứ không có phải cái này qua cái kia. Chẳng qua là người ta muốn chứng minh có một phương pháp khác, chứ thực tế thì palladium không phải là rẻ ha. Palladium mới tôi biết là ha, kim thì không phải là rẻ, và cái quá trình đó phản ứng nó cũng không phải là dễ dàng. Do vậy là việc mà bán tổng hợp này người ta chứng minh thôi, thế còn trong cái thực tế thì chỗ này thì người ta cũng chưa có sử dụng tăng lên men trực tiếp thôi, nhưng mà minh họa đó chúng cho chúng ta thấy như vậy. Rồi cái này về nhà chúng ta đọc nha, chỉ định bởi vì nó phổ rộng đúng không, nó có thể điều trị tất cả các cái nhiễm khuẩn từ tai mũi họng răng hàm mặt vân vân, âm, âm, âm dương, nhưng mà nó rất
không có tốt trên các kỵ khí. Ở đây chúng ta nói trên cái ải khí thôi nè ha, trên các loại vi khuẩn Mycobacterium, tức là nó có một cái màng, một cái vỏ bên ngoài rất là bền vững đó, cấu tạo từ các acid malic đó, thì rất là quan trọng. Hay là các cái mầm nội bào mà chúng ta thường là tồn tại trong cơ thể chúng ta rất là nhiều, ở trong các cái cơ quan, ví dụ như tiêu hóa, ở trong đường tiểu, ở trong cái tiêu hóa, cái tiết niệu vân vân ha. Nhưng mà một khi mà nó gây bệnh đó, thì cũng rất là khó trị ha. Rồi người ta nói là thay thế penicillin trong điều trị bệnh than, bệnh giang mai, bệnh lậu. Thì vì sao những bệnh này nè, bệnh than, bệnh giang mai, thì những bệnh này là nhạy cảm với penicillin, nó là những gram dương. Thì cái tetracycline mình đã có cái phổ gram dương, phổ rộng và nó có gram dương các bạn, thì nó thay thế. Nhưng mà thực tế đó, thì hiện nay thì người ta thường là thay thế các cái penicillin thế hệ mới cho các penicillin thiên nhiên mà nó bị kháng thuốc trong điều trị các chức năng, ít khi là thay một cái giống khác lắm. Trừ trường hợp là bị dị ứng đó, chúng ta mới đổi thuốc. Chứ còn mà nếu không dị ứng đó, thì người ta thay các thế hệ sau cho các thế hệ trước. Rồi, hoặc là nhiễm brucella hoặc là dịch hạch. Cái này chúng ta thấy dịch hạch hồi xưa người ta phối hợp rất là tốt với aminosid. Aminosid cũng là một cái kháng sinh, chúng ta nói là ức chế sinh đóng hộp protein, ức chế sinh đóng hộp protein ở vị trí 3BS. Cái tetracycline chúng ta đó cũng 3BS. Thế rồi lúc sáng anh lúc thường nói đó, khi kết hợp á thì không nên phối hợp các cái kháng sinh có cùng một cái vị trí tác động, cơ chế tác động giống nhau thì không nên phối hợp. Bởi vì sao? Khi phối hợp như vậy đó thì có sự cạnh tranh với nhau trên một cái vị trí đó thì nó mất tác động đi. Ví dụ như là aminosid trên 3BS, khi nó gắn vô rồi đó thì tetracycline đâu còn chỗ nào để gắn nữa, đúng không? Giả dụ một cái trên 5BS, cái 3BS thì anh gắn 3BS thì gắn 5BS được. Còn bây giờ có một chỗ trên cái 3BS tôi gắn rồi, sao anh gắn nữa? Mặc dù là vị trí của anh là kế cận bên tôi chứ không phải là đúng theo cho tôi, nhưng mà tôi gắn lên rồi, tôi che khuất anh không gắn được nữa, đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng cái phối hợp này, đây là chúng ta nói về cái sự phối hợp, nhưng thực tế nó phối hợp là gì? Dạng thuốc tiêm, cái aminosid đó là luôn luôn dạng tiêm, còn các cái tetracycline là dùng dạng uống. Thì cái aminosid tấn công cái giai đoạn đầu, tức là ức chế cái khi tiêm vô thì aminosid đạt cái nồng độ tức khắc và tác động ngay, rồi sau đó là cái tetracycline uống vô thì tetracycline là tác động cái, mặc dù chúng ta sử dụng đồng thời nhưng mà mỗi thời điểm thì có một cái kháng sinh tác động vậy đó ha. Vì chúng ta không sử dụng một cái liều cao hoặc lặp lại nhiều lần cái aminosid, nhưng mà chúng ta được làm sử dụng một ngày một lần tiêm chẳng hạn, hay là 2 lần tiêm sáng chiều, chúng ta không thể tiêm nhiều lần người bệnh nhân không chịu nổi đâu, và tetracycline ta cũng sử dụng chung như vậy đó, thì như vậy là hết cái aminosid rồi cái tetracycline, hết cái aminosid rồi cái tetracycline, đúng không? Thì đó là một cái hiệp đồng, nhưng mà hiệp đồng nó theo cái cách của nó là trong từng giai đoạn khác nhau, chứ chứ không phải là hợp đồng tác chiến cùng một lúc nhưng mà ở những cái vị trí khác nhau, chúng ta nên phân biệt như vậy ha. Rắc ong trên đơn bào, viêm lết như vậy ta chặn chắc đi chắc lại ha, đặc biệt là mụn trứng cá. Nhưng mà ngày nay mụn trứng cá người ta dùng doxycycline hoặc là minoxidil, chứ người ta không dùng cái tetracycline, người đã kháng kháng nhiều lắm rồi ha. Rồi ở đây chúng ta có doxycycline thì rõ ràng là ở vị trí C6 nó mất đi một cái nhóm OH, phá hoại mất đi một nhóm OH. Cho nên là trong cái thí nghiệm ở trên phòng thực tập bộ môn đó, khi chúng ta lấy cái doxycycline chúng ta nhỏ vô axit sulfuric cầm đặc đó, axit sulfuric cầm đặc thì không có việc mất đi một cái nhóm OH ở vị trí này. Cho vậy là nó không có thay đổi màu gì hết, nó không có sự thay đổi màu. Và việc không có thay đổi màu như vậy đó, cho nên là các cái chúng ta phân biệt nó với các cái tetracycline khác nếu chúng ta dùng cái thuốc thử axit sulfuric cầm đặc, em. Chứ thực ra chúng ta ở đây chúng ta còn nhóm OH, nhóm OH ha, nhóm OH, nhóm OH. Ở dưới này thì enol rồi chúng ta không tách được, nhưng nhóm này chúng ta vẫn có thể tách được, đúng không? Vẫn có thể tách được. Nhưng mà vì cái như đã nói đó, thì qua phân tích chúng ta thấy là một cái cetone mà nó đối diện nó một nhóm OH thì cái nhóm OH nó dễ phát sinh so với nhóm này, thì chắc là cũng là do cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng mà nó dẫn đến là cái hydro ở các vị trí khác lên đầu cái hàng nhóm này OH này
nó trở thành con hash và nó đôi nó gắn vào trong vị trí này, ở trên nó dịch chuyển ở vị trí này. Như vậy thì cái hydro ở vị trí này nó linh động hơn là hydro ở vị trí này chẳng hạn. Và cái này mà sẽ tắt được, chúng ta không có bạn nha, thì nó tắt được. Nhưng mà thường là khi nó tắt cái vị trí ở này rồi dễ hơn so với vị trí này. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là với nó sẽ xịt lên cho họ sẽ xịt trong đặc và không có tắt nữa. Chứ về cái tắt thì vẫn có thể tắt được, mà thực nghiệm cho thấy là không có gì thay đổi. Cho nên là với công thức đó thì không có tắt nước được. Còn tetraxylin hồi nãy chúng ta coi nãy ha, đây OH này, tắt nước được. Mai mốt người ta có thể cho chúng ta các cấu trúc, sau đó hỏi là nhìn vào cấu trúc thì chất nào có thể phản ứng với axit sulfuric độc hại để loại nước đó ha, chúng ta có thể nhìn vô để doxycycline là khác nào. Thế hệ thứ hai rồi, tức là sau tetracycline. Nhưng mà chúng ta sẽ coi thử nó tốt hơn như thế nào so với tetracycline nha, bền hơn ở trong môi trường ruột ha, môi trường ruột. Tức là thực ra đây chúng ta là môi trường axit dạ dày nha, bền hơn ở trong môi trường axit dạ dày. Tuy nhiên thì dùng 4:30, 4:30. Tôi thì hãy không biết ai đi nữa. Chờ mấy thầy về đi luôn. Như vậy chúng ta thấy là chỗ này chúng ta nên sửa lại bền ở trong môi trường axit dạ dày thì đúng hơn là nó loại trong môi trường axit. Nhớ nhà nha, còn môi trường ruột thì vậy thì nó chưa chính xác lắm. Và mai mốt nếu mình cho câu hỏi thì chắc chắn là người ta sẽ sửa lại trong môi trường axit dạ dày ha, trong môi trường axit dạ dày. Hấp thu hoàn toàn nhanh trên 95%, không ảnh hưởng bởi thức ăn, ít bị ảnh hưởng bởi thức ăn, cái điều rất là đặc biệt. Bởi sao? Chúng ta lại thấy còn một cái nhốt chỗ này thì khả năng tạo một cái phức sinh lát nữa. Mấy người hỏi, ủa cái này không bị ảnh hưởng à? Có ảnh hưởng chứ không? Nhưng mà qua thực nghiệm đó, về nguyên tắc nguyên lý rồi như vậy, nhưng qua thực nghiệm đó thì ít bị ảnh hưởng bởi thức ăn. Người ta khảo sát cái nồng độ thuốc hấp thu ở trong máu sau một thời gian thì ta thấy rằng ít bị ảnh hưởng bởi thức ăn. Điều này nó có hai phần. Có một số thuốc khác đó, thì định lượng ở trong máu thì nồng độ của các chất thấp bởi vì bị phân hủy như cách nói đó, dạng như ở chỗ này axit chỗ này OH vào trong dạ dày cho nó xúc tác bên môi trường axit thì nó cắt bóc. Khi hấp thu đó, thì không phải là nó nữa, trên định lượng đó, định lượng cái nồng độ thuốc trong máu thì nó giảm đi một cách rất đáng kể bởi vì cái chất mà đi qua được nó bị phân hủy rồi, còn cái chất mà không bị phân hủy thì nó cũng đi qua được, nhưng mà có nghĩa là nó đã giảm đi rất là nhiều ha, bị cản lại một phần mà bị chuyển hóa một phần, bị phân hủy một phần là không được. Thời gian bán thẳng nó dài đến 20 giờ, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là các cái doxycycline người ta uống một lần trong một ngày chứ không uống nhiều lần. Cái liều đầu tiên đó thì uống 2 lần trong một ngày, nhưng mà cái liều của những ngày thứ hai thứ ba cho đến khi kết thúc đó thì mỗi lần, mỗi ngày một lần, mỗi lần 100 mg cho người lớn. Chúng ta thấy là cái liều đó giảm đáng kể so với tetracycline. Tetracycline mà cái liều cho người lớn đó là khoảng 500 mg một ngày, 4 lần, 3 lần, nhưng mà chúng ta chuyển sang doxycycline là còn 1 lần và giảm 100 mg, thì rõ ràng là cái bán tổng hợp nó rất là giá trị, phải không? Đây là một cái phản ứng tổng hợp như thế này. Thực ra chúng ta có thể là đi từ cái methylene, methyl, chúng ta có thể đi thẳng từ một cái metacycline đó, là chúng ta có thể đi thẳng vào bên này được, đi thẳng được luôn. Bởi vì ở đây chúng ta có một cái nhóm methylene là xe khai như này rồi, và cái hydrogen hóa là chúng ta gặp tức. Nhưng mà nếu chúng ta làm như vậy đó thì nó dẫn đến là chúng ta thu được một hỗn hợp alpha beta, tức là một cái hỗn hợp mà cái nhóm xe qua này có thể ở phía sau cỡ phía trước, có thể nó bằng nhau đấy, 50-50 đó. Nhưng mà không biết hai cái dạng đó, chỉ có một dạng có tác động mạnh và một dạng tác động rất yếu. Thì cái dạng mà động vật alpha đó thì mạnh ha, còn nếu mà có beta thì nó yếu đi. Do vậy đó người ta nghĩ đến cách tổng hợp để tạo ra một cái bất đối, chỗ này là một cái bất đối. Và thay vì nó tinh chế bất đối đó thì ta dùng phương pháp ta tổng hợp để mà tạo ra một cái chất bất đối, nó giàu ha, nó cái hàm lượng rất là cao mà quá trình tinh chế nó dễ dàng hơn. Thì bằng cách là gì?
ta đưa một cái nhóm thế lên, nhóm thế chưa lên trên nhóm media tổng hợp ra thôi, đúng không? Sau đó ta cử ra cộng và cử cộng tách, thì như vậy cái quá trình đó thì nó đẩy cho nhóm Minh tạo thành ra phía sau vậy là nó là đồng phần alpha ha, một đồng phần beta, đồng phần mình quy ước ấy, nó là về phía trước mặt phẳng. Như vậy là mình hỏi giải thích tại sao ta gọi là vẽ sơ đồ tổng hợp doxycycline từ methylene, ở đây là gọi là metacycline, và giải thích tại sao vậy ha, giải thích tại sao ta đi thực hiện quy trình đó, nhớ vậy ha. Có thể trực tiếp được nhưng mà tạo ra một hỗn hợp alpha beta tác dụng kém do đồng phân cái beta này không tác dụng. Còn nếu chúng ta đi qua cái này tức là tổng hợp theo mức độ chọn lọc, cho nên chúng ta tạo ra một cái sản phẩm mà có chứa hàm lượng alpha cao hơn hoặc là alpha giàu alpha hơn. Hỗn tác dụng giống như theta thôi, nó mạnh hơn. Nhưng hỏi doxycycline có dùng cho H. pylori hay không thì trả lời là không nha. Vì đáp thu gần nó 95% trong cái vèo liền ha. Là như vậy chúng ta nhớ cùng bốn trứng cá có, và hiện nay là một cái điều trị chính của các cái bác sĩ về điều trị bốn trứng cá ha. Cái phần là về nhà xem nha, xem minocycline hồi nãy có nói rồi đó, là chúng ta thấy là ngoài một cái giống dibigenamin chỗ này truyền thống, bất cứ một cái tetracycline nào cũng có hết, thì nó thêm một cái giống này nữa, một cái giống dibigenamin chỗ này nữa. Và mình thấy trên này thì các cái nhóm trên này không còn nữa, đúng không? Và phân tử này hết sức là đơn giản, mình nhìn thấy nó gọn gàng hơn, yếu tố gọn gàng hơn, cho nên là nó có nhiều cách điểm đặc biệt hơn, thêm nhóm dibutylamin thân dầu, cho nên là cuối cùng là rốt cuộc là cái chất này là cái chất thân dầu nhiều nhất, và điều đó cái cải thiện được sự hấp thu nó qua hệ tiêu hóa, qua ruột đó 100%, không cần phải tiêm ha. Thứ hai nữa đó, hoặc là nó cũng sẽ mạnh hơn bởi vì nó tạo ra các trung tâm liên kết thuốc và trong thụ thể ở ribosome rất là mạnh mẽ. Thứ ba, nó sẽ bền hơn bởi vì nó không có giống OH ở các vị trí này, bền hơn trong môi trường axit, kể cả trong môi trường kiện luôn, nó không có tạo ra iso minocycline hoặc là nó tạo ra agirotetracycline, không có. Còn MBB hóa thì có, do vậy là cái giống này khi mà bảo quản mà không đúng thì nó bị đồng phân hóa, như vậy không tác dụng ha. Hấp thu của nó bị, nguyên nhiên là như chúng ta biết là ít bị cản trở bởi thức ăn này ha. Có một cái điều đặc biệt đó là bài tiết chủ yếu qua thận, cho nên người ta có thể đặt một câu hỏi thế này là kháng sinh nào sau đây trong họ tetracycline bài tiết chủ yếu qua thận? Minocycline, doxycycline, rồi tetracycline, clotetracycline. Như là chọn cho tôi là minocycline, đúng không? Bởi vì sao? Muốn qua thận thì sao? Nó phải tăng nhiều trong nước, nó phải tăng nhiều trong nước. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là nó thân dầu xong nó qua nước được. Thực tế là các cái nhóm OH này là thân nước rồi. Nhưng mà trong chuyển hóa đó thì các cái dibutylamin này nó được đề metin hóa. Và đề metin hóa đó thì nó tạo thành nhóm NH2. Và NH2 thì rất là dễ dàng bị proton hóa lên, tức là gắn nó nhận thêm một proton liền, và như vậy nó tạo thành các cái muối tan nhiều trong nước, và tan nhiều trong nước thì nó sẽ thải trừ qua qua đường tiểu, qua đường tiểu ha, rất là dễ bị ion hóa như vậy. Còn quá trình điều chế của nó, người ta đi từ ở đây là người ta chia DB, tức là loại một cái tetracycline mà nó không có cái nhóm methyl chỗ này này ha. Rồi clotetracycline là clo chỗ này. Như vậy là bản chất là một cái tetracycline, nhưng mà bản chất nó là một clotetracycline nhưng mà nó không có cái nhóm CH3 chỗ này. D-methyl clotetracycline, ta viết tắt là DB rồi clotetracycline. Như vậy là muốn đưa qua cái giống dibutylamin thì từ halogen nên người ta amin hóa nó, thì về nguyên tắc đó thì người ta phản ứng với một amin thế thôi là nó sẽ xảy ra ngay vị trí này. Tất nhiên phải có cái điều kiện hơi bị khó khăn một chút, xúc tác vanadium hoặc là có những cái tác nhân mà người ta để mà chuyển biến đổi thế trên halogen. Rồi giống bảo vệ nó nữa,
Rồi sau đó, sau khi bảo vệ xong, khử hóa thì chúng ta ra được cái minoxidil, con đường rất là ngắn cho nên nó ít thiệt hại, ít tốn kém hơn. Và chỉ định nó cũng giống như là tetracycline, chỉ có điều nó bén hơn, nó mạnh mẽ hơn, nó tác động tốt được cho những con mà đã đề kháng. Và đặc biệt nữa là gì, tức là nó không có trị một cái kế, nó không có trị Haspidori. Cái đặc biệt của nó là mặc dù nó mạnh mẽ như vậy đó, hấp thu 100% làm sao trị Haspidori được, đúng không? Rồi, ở trong slide này á, tôi kêu về nhà mình coi lại cái tigecycline. Nhưng thực tế trong cái tigecycline đó thì chúng ta đã có trong cái cua rồi, trong sách giáo khoa rồi. Như vậy cấu trúc chúng ta coi của nó là nó có sự khác biệt nào về mặt cấu trúc, có nghĩa là tricin, carbona, carboxynamide đó, của cái một cái tetracycline, mà đây là minocycline, rất là giống như minocycline nhưng mà ở vị trí số 9 đó nó thêm một giống glycinamide. Điều chế trong cô cũng nói là tính bền vững của nó thì nó mình coi nó na ná giống như là minocycline. Rồi dược đông học, độc tính và chỉ định, thì thông thường đó tôi hay cho cái câu này dưới một cái dạng là luận, là tức là viết đó, tức là giống như là mô tả hay giới thiệu về cái tigecycline, về các thông tin. Chọn những thông tin này tùy cái mức độ là ngắn hay dài cho các cái điều kiện về thông tin để chúng ta viết. Vì sao có nhiều nhiều bạn đó nói được viết không được, thay trả lời ngắn, các bạn bạn chọn ABC thì mình chuyển trả lời ngắn, và thay vì trả lời ngắn đó thì nó quá ngắn đó, để lộ giống như điều mà chỗ trống đó, thì tôi cho bạn viết một cái đoạn, một cái paragraph mà cho nó bạch đạt chút, thì như vậy mới đúng nghĩa là xem như là tự luận. Chứ còn đi vào chỗ trống một hình thức cũng viết vô thì nó không phải là tự luận, thấy không? Rồi như vậy thì chúng ta cũng kết thúc luôn cái tetracycline. Chúng ta có một phần nữa là chúng ta có trong vòng nửa tiếng thôi, thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần kháng sinh và tiêu chất cho các em luôn. Đó là cái nhóm peptide. Bốn peptide thì có bốn thuốc này, bốn thuốc thì giống như là cái cùng canh, là mỗi cái nhóm như vậy thì đề ra khoảng 4-5 thuốc cho bạn học. Còn những cái thuốc khác thì mình xem qua để mình cho cái tương tự ha. Rồi thì bây giờ mình qua tetracycline luôn nha, mình qua peptide luôn nha, qua luôn đừng nghỉ nha. Cần nghỉ làm giữa giờ không, mấy em cần nghỉ không? Tiếp luôn. Dạ mình tiếp luôn anh. Làm luôn thấy không? Rồi trong thời gian chờ các em cho tôi 5 phút thôi, tôi ký mấy tờ giấy cho các cô này đang đợi tí nữa rồi tôi quay lại liền đó. 5 phút thôi.
Rồi chúng ta bắt đầu một bài mới, vì mới nó ký chút xíu xíu mà nó có bao nhiêu người chờ. Rồi, cái kháng sinh này mình gọi là kháng sinh peptide. Nó hoàn toàn khác với những cái kháng sinh khác. Ở chỗ là kháng sinh khác có nhiều cái điểm rất là khá là giống nhau. Còn cái kháng sinh phần còn lại đó thì nó chỉ giống nhau một chút xíu thôi, là chữ peptide thôi, là nó có cái chứa một cái nối amid. Nhưng thực tế là gì, cái peptide là nó nằm trong cũng là nối amid, nhưng mà nó được cấu thành từ một cái amino acid này với một cái amino acid khác, chứ không phải là cái amid mà nó theo một cách ngẫu nhiên của nó là từ một nhóm carboxylic và một nhóm amin khác, mà nó phải là alpha amino thì cái peptide là nó đặc biệt hơn như vậy. Chứ còn cái kia là vẫn là cái nối polypeptide, nhưng mà nó không phải là cái polypeptide truyền thống, mà nó polypeptide mà theo cái cách mà mình nói đó, nó là những cái amid thôi, nó là polyamid thôi. Còn peptide đó thì phải đúng cái định nghĩa của nó là từ các amino acid, alpha amino acid, thấy không? Rồi bây giờ cái nhóm này đó là một cái nhóm, nó có chung một cái phần đó là cái phần mình gọi đó là nhóm peptide, là có cái nhóm peptide. Về mục tiêu bài giảng, về tất cả mọi thứ thì nó giống như là các bài khác, chúng ta biết được cái căn bản về cấu trúc của nó thôi, chứ còn cái này không có yêu cầu các bạn học cái cấu trúc, bởi vì nó rất là phức tạp. Và cái thứ hai nữa là nó rất là, mình nói như thế nào nhỉ, rất là lớn, cái phần tử nó rất là lớn, do vậy nó không thể nào mình nhớ nổi, cho nên chúng ta chỉ nhận diện cấu trúc của nó thì đó, qua thông qua các cái cộng đồng peptide, thông qua các amino acid, thông qua các cái vòng mà chúng ta gọi là đặc trưng của nó thôi ha. Rồi thứ hai là chúng ta cũng coi được cái liên quan cấu trúc tác dụng nếu có, rồi cũng trình bày các cái phổ cơ chế tác động vân vân. Nói tóm lại là nó cũng giống như các bài học khác nha. Đối với kháng sinh peptide thì cái đặc điểm của nó là nhiều cái nối amin, nhiều nối amin, và những chất này đó là có tác động kháng vi khuẩn. Chỉ có một cái đặc biệt là nhiều cơ chế khác nhau chứ nó không có giống nhau. Và có một cái đặc biệt của cái nhóm peptide là nó có hai cơ chế hoặc là ba cơ chế trong cùng một chất, trên cùng một loại vi khuẩn. Như vậy nó cũng có một cái hay của nó là gì, nếu chúng ta muốn vi khuẩn mà nó ít đề kháng đó, thì ta phối hợp nhiều kháng sinh. Nhiều kháng sinh tức là nhiều cơ chế khác nhau, nên vi khuẩn nó không có thể một cách đề kháng dễ dàng như vậy được, đúng không? Còn bây giờ bản thân cái peptide đó là nó có nhiều cơ chế khác nhau cùng một lúc, cho nên là nó chính vì vậy mà nó cũng ít ít bị đề kháng. Cho nên hiện nay là cái nhóm peptide là một cái nhóm tuy là ít sử dụng trong bệnh viện do cái độc tính nó rất nhiều, rất là thận trọng, nhưng mình luôn luôn là nó là cái tuyến cuối, nó là những kháng sinh mà tuyến cuối để dùng cho điều trị các trường hợp mà nhiễm, ví dụ nhiễm trầm âm mà bị kháng thuốc. Chứ còn thực sự là nó là không phải là nhóm ưa chuộng, bởi vì nó độc tính cao lắm, chút xíu chúng ta coi sẽ độc tính cao như thế nào, thấy không? Rồi một cái đặc điểm rất là ngộ của cái peptide, trong khi một số đó thì tác động trên âm dương, một số khác chỉ tác động trên âm. Chứ còn nếu chúng ta coi những cái kháng sinh của các nhóm khác đó, thì có những lúc là rất nhiều trên âm dương nhưng mà nó cũng có trầm âm một ít, rất nhiều trầm âm nhưng mà cũng có một ít trầm dương, chứ không cái nào mà nó hoàn toàn là trầm âm hoàn toàn trầm dương. Nhưng mà đối với cái nhóm peptide thì nó là hoàn toàn là trầm âm hoặc là hoàn toàn trầm dương, đấy là một điểm đặc biệt của nó. Vài mốt người ta hỏi đó, kháng sinh peptide, phổ kháng khuẩn của kháng sinh peptide, phổ âm dương, phổ rộng hay phổ hẹp trên âm dương và một ít âm, hay phổ hẹp trên chủ yếu âm một ít âm dương, hay là phổ hẹp chỉ âm dương, phổ hẹp chỉ âm, thì rõ ràng là chỉ có âm chỉ có âm dương thì đó mới là peptide. Chứ còn có một cái này lắm ít cái kia nữa thì sẽ không phải nha. Rồi muốn nhấn mạnh như vậy đó ha. Các peptide thì khó bị chuyển hóa nên ít bị đề kháng, cái cũng là một cái đặc biệt của nó. Và các cái peptide đó luôn luôn có một cái phần phụ là một phần chất béo. Bởi vì sao? Bởi vì các amino acid đó thường rất là dễ bị ion hóa, và như vậy là xét
Về bản chất hóa lý đó, thì nó là những chất phân cực, những phân cực này hay nói khác hơn là nó sẽ thành nước hơn là thành dầu. Do vậy đó, cái phần phụ là axit béo đó thì nó giúp cho phân tử nó có một cái cơ chế, nó có một cái tỷ lệ thành dầu thành nước nhất định, nó đáp ứng được cái bản chất của một cái thuốc là nó có thể là linh hoạt trong cái hấp thu, vận chuyển và trong cái phân phối thuốc. Chứ nếu toàn bộ là các ion hóa thì nó chỉ có gì, chỉ có không có thể hấp thu vào trong các cái mô được, không có đi qua được cái hàng nào lipid được. Như vậy là cái việc tác động của nó sẽ rất là khu trú và rất là hạn chế ha. Và đó là những cái điểm đặc biệt ha. Cái slide này nó là những điểm đặc biệt, những điểm đặc biệt của cái peptide so với các kháng sinh khác. Người ta chia cái peptide ra thành hai cái. Một cái là peptide nhưng mà nó nhiều cái nói cho tôi là polypeptide. Rồi sau đó cũng là trên cái peptide đó nhưng mà nó có gắn thêm các phân tử đường, và xuất phát từ các cái phân tử đường giống như gluco thì gọi là glucopeptide. Nhớ ha, là chia các cái kháng sinh peptide thành hai cái nhóm. Một cái nhóm gọi là polypeptide, nó chỉ là peptide thôi, nó không có phân tử khác. Còn cái nhóm thứ hai là glucopeptide thì bản chất của nó cũng nhiều peptide nhưng là có các cái phân tử đường nha. Rồi, như vậy chúng ta coi cái polypeptide này là những là một cái nhóm các cái kháng sinh này có nguồn gốc tự nhiên, là nó là một cái, nó chứa rất là nhiều cái chất mà có tính chất kháng vi sinh vật và nguồn gốc là tự nhiên chứ không có tổng hợp. Hiện nay chúng ta biết là người ta hoàn toàn có thể tổng hợp được theo cái cấu trúc các cái tổng hợp peptide thì tổng hợp được, nhưng mà hiện nay những cái mà đang sử dụng đó thì phần lớn là tự nhiên, phân lập từ trong các cái môi trường nuôi cấy xạ khuẩn hoặc vi khuẩn ha. Rồi, một số các cái chất được cấu tạo thì gồm các amino acid mà qua cầu amid truyền thống. Cầu amid truyền thống như đó, các amino acid alpha amino acid đó là các cái amid truyền thống của peptide. Còn cái không phải đó là xem như là cũng là các amid nhưng mà cái vị trí carboxylic hoặc là cái vị trí của một cái amin là nó không có vị trí alpha với nhau. Vì vậy thì đấy là cái khác biệt, thấy không? Là ở đây là một chất, một số chất thì được gồm các amino acid qua cầu truyền thống, một số khác thì từ các acid có nhóm amin đối với nhau theo một cách không qua cái nối peptide truyền thống. Như vậy chúng ta hiểu cái bản chất là như vậy ha. Chẳng hạn các cái protein trong cơ thể chúng ta tạo ra từ 20 amino acid alpha amino acid thì như vậy là cái truyền thống của nó là được cấu tạo như vậy. Một không truyền thống từ các một từ các cái acid có nhóm amin nhưng mà cái nhóm amin không phải ở vị trí alpha ha. Cái chuỗi peptide có thể thẳng vòng hoặc là vừa thẳng vừa vòng, nhưng mà thường ta nói đó, nếu cấu trúc là vòng đó thì nó giảm được cái độc tính của nó và có cái cơ hội để sử dụng thuốc. Còn nếu mà cái chuỗi mà thẳng đó ha, thẳng đó, thì cái độc tính nó cao, không có giảm được. Cho nên là hiện nay là những cái chất mà peptide đã sử dụng làm thuốc đó, chút xíu chúng ta coi đó là nó có một cái đoạn vòng và một đoạn thẳng, sau đó là nó nối với một phần là thân béo, thân dầu ha. Như vậy hai cái sản phẩm quan trọng trong này là bacitracin và polymycin, hai sản phẩm tiêu biểu. Cái bacitracin hiện nay là như một cái kháng trầm dư dùng ngoài, trong khi cái polymycin đó là những thuốc cũng dùng ngoài, dùng tại chỗ và cũng có thể là dùng trong toàn thân nhưng mà nó kháng trên vi khuẩn nam ong. Nhắc lại, bacitracin kháng trầm dư và dùng tại chỗ thôi. Tại chỗ như ở đâu nè, ở ngoài da nè ha. Dùng ở miệng bằng cách ta ngậm các cái viên mà có chứa bacitracin, hoặc là chúng ta nhỏ mũi, nhỏ tai ha, nhỏ mắt có chứa bacitracin. Còn với các polymycin đó thì cái phổ nó ngược hẳn và tác động trên nam ong mà thôi. Và trong cái polymycin này đó thì có những cái ta chỉ dùng ngoài, như là polymycin B ta chỉ dùng ngoài thôi, cũng giống như là bacitracin vậy đó, nhỏ mắt, nhỏ mũi, nhỏ tai ha. Còn dùng trong đó chúng ta có một cái polymycin E2 ta gọi là colistin, hoặc là polymycin E2 cũng được, hoặc là cái tên khác của nó là colistin, thì cái chất này có thể dùng trong để điều trị vi khuẩn nam ong đề kháng kháng thuốc. Như vậy trong cùng một cái nhóm này, cái dương cái âm này ha, nó khác nhau này. Rồi cái nhóm thứ hai là kháng sinh glycopeptide, bản chất của nó cũng được cấu tạo từ các amino acid
thì thực ra nó cũng là polypeptide đó, nhưng mà nó gắn thêm một chút nữa là phần đường là glico, glycopeptide. À, như vậy thì ở đây chúng ta coi nó có những gì đặc biệt nè ha, cũng cấu tạo từ các amino acid qua liên kết. Các amino acid này hầu hết có nhân thơm, loại không phổ biến và có cấu hình D. Cái này chắc bạn đọc hiểu được đúng không? Loại không phổ biến đó, chúng ta có mấy gì? Có mấy chục cái amino acid mà phổ biến thì có những cái nó còn chứa carboxylic, cũng chứa amin nhưng mà không có, ít khi tìm thấy, à, nó không phổ biến. Còn cấu hình D, cấu hình D là DL đó, giờ đó so với cái nhóm aldehyde trong cái phân tử đường, hoặc nhóm carboxylic trong phân tử đường, ở trong cái phân tử amino acid đó thì nhóm amin nó nằm ở vị trí nào cùng phía khác phía, chúng ta coi ha, NAD. Rồi cấu trúc của cái các cái vòng này đó được gắn thêm một phân tử đường, chính vì vậy nó mang tên là glycopeptide, thấy không? Và cái đường của nó là có thể đường trung tính hoặc là đường amino. Đường trung tính là đường không có có chứa nitơ, đường amin là đường có chứa nitơ, nghe không? Về bản chất đó là glycopeptide thân nước, và như vậy là trong môi trường axit, trong môi trường kiềm thì có thể tan được, nhưng mà nó bị ion hóa cho nên nó lại không hấp thu. Cho nên khi chúng ta uống các glycopeptide qua cái hệ tiêu hóa đó ở dạ dày thì cái phần amin nó bị tạo muối, còn nếu mình qua trong môi trường kiềm của ruột đó thì cái phần axit nó sẽ bị ion hóa tạo muối, nên tất cả các ion này đều không hấp thu vào đường uống. Cho nên nếu chúng ta uống glycopeptide đó thì nó sẽ tác dụng tại chỗ, còn chúng ta muốn tác dụng toàn thân đó thì chúng ta phải pha glycopeptide này dưới dạng tiêm trong dung môi tích hợp. Có hai cái sản phẩm, hai thuốc quan trọng trong cái này là vancomycin và teicoplanin. Vancomycin là thế hệ thứ nhất, còn teicoplanin là thế hệ sau của cái vancomycin. Cả hai cái này rất là quan trọng, và cả hai cái này đều là nó vì là dẫn xuất của nhau đúng không? Thế hệ của sau và thế hệ trước, cứ như là nó cùng một loại, và nó vậy nó duy nhất là nó có một cái phổ thôi, là phổ rất là đặc biệt, là phổ ram dương ha, ram dương. Và những cái chất này là những chất mà nó có ba cơ chế tác động, cho nên hiện nay là ít bị đề kháng bởi ram dương, ít thôi chứ không phải không có, 1-2% gì đó. Và như vậy là vancomycin và teicoplanin là cái kháng sinh dùng để điều trị trường hợp nhiễm ram dương đề kháng ha. Để bài bóng thầy cho nữa ha, kháng sinh là sau đây dùng điều trị ram âm đề kháng có nhiều lúc đó, nhưng mà kháng sinh là sau đây đã điều trị ram dương đề kháng đa kháng thuốc vancomycin và teicoplanin. Còn cái ram âm nó cũng thể xét ha, dùng colistin cũng là một cái. Nếu không có colistin thì chúng ta coi các cephalosporin thế hệ thứ 4, thứ 3 ha, ok. Rồi bây giờ chúng ta sau khi giới thiệu hai cái nhóm rồi thì chúng ta giới thiệu các cái thuốc ha. Rồi paracetamol ở nhóm nào nhớ không? Peptide hay là polypeptide hay là glycopeptide? Peptide thì không sai, nhưng mà chính xác nó là polypeptide, phải không? Phổ đó ram âm ram dương. Phổ ram dương. Và chúng ta nhớ là hỗn hợp đó, cái paracetamol là hỗn hợp, là một hỗn hợp. Do vậy nếu người bằng định lượng đó, người ta không có định lượng bằng phương pháp hóa lý, cũng không có định lượng bằng phương pháp HPLC như là các cái phương pháp phân tích dụng cụ. Người ta định lượng của nó là dựa trên cái tác động đơn vị kháng khuẩn của nó, hay định lượng bằng phương pháp vi sinh vật. Nhớ nha, kháng sinh nào sau đây định lượng bằng phương pháp vi sinh vật. Ta cho erythromycin, cho tetracycline, ta cho lancomycin, rồi ta cho paracetamol. Như vậy là đây là một cái hỗn hợp, và một hỗn hợp thì người ta định lượng thường là phương pháp vi sinh vật. Còn những cái đơn chất á thì người ta định lượng bằng cái phương pháp hóa lý ha. Hóa lý ví dụ như là axit base hay là phương pháp dụng cụ như HPLC, đúng không? Cũng có thể là kháng sinh định lượng bằng phương pháp vi sinh vật, nhưng mà ít lắm, tốn kém, và nó cái độ tinh chính xác nó không cao lắm. Về nhà xem cái paracetamol về cái các phần định tính định lượng đó, để chúng ta coi cái phần mà amin đó, chúng ta sẽ có các cái thuốc thử đặc hiệu nó như là đồng sinh phát nè, đúng không, cho màu tím, phản ứng biure chẳng hạn, hoặc là phản ứng với thuốc thử đinh hydrin, thì cái này về nhà coi ở trong cái phát sinh chúng ta có. Và hiện nay đó chỉ dùng ngoài nha.
cơ chế tác động bacitacin nó có hai cơ chế. Một đó là nó ức chế sinh tổng hợp cái peptidoglycan. Chúng ta biết peptidoglycan là nó liên quan đến kháng sinh nào nữa không? Là kháng sinh chúng ta là kháng sinh của nhóm beta lactam. Beta lactam là ở một cái giai đoạn trước đó, nhiều cái bacitacin tức là polyptic ở cái giai đoạn sau. Cái giai đoạn thế nào? Chúng ta biết là nó tạo ra các cái giống như chúng ta đang lát vậy đó. Giống như chúng ta đang lát vậy đó, mà chúng ta muốn ba chiều đó, thì như vậy các sợi dọc, các sợi ngang và các sợi lưng, thì như vậy là bacitacin là nó làm ra cái lớp ba chiều đó ở giai đoạn sau cùng, tức là các cái lớp nối lại với nhau thông qua một cái chiều thẳng đứng. Cái sợi mà nối đường thẳng đứng đó là một cái sợi mà nó có nối OH cuối cùng, và cái nối OH đó nó có một cái gốc phosphor và đề phốt pho để mình lộ ra hai cái nhóm OH, hai nhóm OH nối lại với nhau. Thì như vậy là để ra ở giai đoạn này đó là nó cắt cái phosphorin ha, để mình ra mặt lộ hai nhóm OH nối lại với nhau, thì cái bacitacin nó ức chế cho nó không cho đề phosphorin qua, cho nên là hai cái gốc nó được bảo vệ, nó không có phải được trơ, nó không phải được rồi như dài quá thì bỏ đi ha. Chỉ với là ức chế sinh tổng hợp peptidoglycan ở một giai đoạn khác với cái kháng sinh beta lactam là được rồi ha. Thứ hai nữa là nó bám trên cái màng sinh chất ấy, màng tế bào đó, thì nó làm rối loạn tính thống qua màng tế bào. Và chúng ta thấy hai cơ chế, cho nên là bacitacin nó ít bị đề kháng lắm. Nhưng mà hiện nay đó thì người ta dùng tại chỗ, nó không mạnh lắm, có thể lên ngậm nam dương. Tại vì sao? Chúng ta biết là nhiễm khuẩn chúng ta bây giờ nó đa nhiễm khuẩn, mà nếu chúng ta dùng một cái phổi nam dương không thì có khi nó không có trị hết được. Do vậy nó cái tính hiệu quả của nó không có nhanh. Hiện nay chúng ta thấy là ta phối hợp một kháng khuẩn phổ rộng nè, ví dụ như là nhóm centamicin trong nhóm aminoglycosid, ta phối hợp với clotrimazole thì nó nằm ở trong cái nhóm của kháng nấm azole, người ta phối hợp corticoid, ta gọi là ba thành phần đó, kháng viêm nè, kháng khuẩn, kháng nấm phổ rộng nè, kháng khuẩn phổ rộng nè, ta làm một cái cream bị cái gì bôi đâu hết trơn nhỏ này, thì chúng ta lấy bacitacin ra không thì nó không có phê mặn như vậy, cho nên là cái việc tiêu thụ nó thì không phải là tốt như là các gì khác. Đây là một cái sản phẩm thuộc trong nhóm lycopeptide, vancomycin đúng không? Là bạn nó có nhiều cái vòng nè, ba cái vòng. Các cái amino acid đó thì nó có chứa nhân thơm rất là nhiều, và nó có chứa phân tử đường. Đây chúng ta thấy phân tử đường nè, nó chứa các phân tử đường. Phân tử đường này các bạn, đây phân tử đường, đây các cái vòng, đây các cái nhân thơm của các amino acid, nó rất là rõ trong cái phần trước chúng ta giới thiệu. Rồi trong liên quan cấu trúc tác động đó thì chúng ta nhớ là phần tác dụng của nó đó là ở cái phòng genin đấy, tức là phần này này, phần ba vòng đó chứa phát phần đường nha, chúng ta nhớ ra được rồi. Còn cái phần đường đó, đường amin rất là quan trọng, bởi vì đường amin đó nó mới gắn kết vô trong cái receptor, tức là cái thụ thể. Rồi cơ chế tác động của nó có ba cái cơ chế. Một là ức chế tổng hợp thành vi khuẩn giống như bacitacin nha, giống như bacitacin. Nhưng mà cái thứ hai đó cũng thay đổi tính thống qua màng tế bào cũng giống như bacitacin. Nhưng mà thêm một cái thứ ba đó là ức chế sinh tổng hợp cái chất liệu để mà di truyền đó là các acid ribonucleic. Như vậy là với ba cơ chế như vậy nó sở hữu đó, cho nên là vancomycin rất khó bị đề kháng. Nhưng mà hiện nay đó khoảng 5%, dưới 5% đề kháng. Như vậy chúng ta cũng phải hết sức cẩn trọng ha. Rồi phổ kháng khuẩn thì các bạn về nhà xem, nhưng mà chủ yếu là gì? Ở trên vi khuẩn nam dương nha. Và người ta chỉ dành nó cho các cái nam dương mà đề kháng thôi, chúng ta không dùng lung tung hết, để tránh trường hợp là nó bị đề kháng nhanh nữa thì sau này chúng ta mất thuốc. Và như vậy là phổ thì chúng ta có thể là tụ cầu, liên cầu, phế cầu vân vân, nhưng mà nói chung là các cái gram dương, ở đây là các cái vi khuẩn gram dương khác, như là cái con một cái bạch hầu đó ha, Corynebacterium ha, còn Clostridium người thể mình nói đó, nó hay bị đề kháng thuốc đó, nó gây viêm ruột kết giả màng đó ha, đó là những cái trường hợp mà chúng ta cần dùng đó. Về dược động học chúng ta có một lưu ý là hấp thụ rất là không hấp thụ được, gần như thực tế không hấp thụ được qua đường uống. Vì sao?
vì nó có amino acid rất nhiều, dễ bị ion hóa và phân tử nó quá lớn cho nên không hấp thu ha. Do vậy chúng ta coi cái này chỗ gì đó chúng ta nhớ chỉnh lại thôi. Tác động phụ thì nói chung là do ta nói là cái baxi cái vancomycin là cái việc tinh chiết khóa nó không được tốt, tại vì nó hỗn hợp luôn đó, do vậy nó thường là nó hay gây viêm ở tĩnh mạch do cái nhiều thành phần mà nó có thể gây kích ứng. Độc tính có nhưng mà rất là hiếm, là độc tính thường hay là độc tính tinh thần, còn ở độc tính ở trên thần kinh thì rất là ít, mà tinh thần ha. Và khi nào phối hợp với những chất độc tính tinh thần nữa thì nó mới có cái nguy cơ là độc tính đáng kể, chứ mình một mình đó thì cũng không đến nổi. Tuy nhiên là ở những trường hợp mà người già suy yếu đó, hay bị nhiễm trùng bệnh viện đó, hoặc là bị nhiễm các vi khuẩn kháng thuốc sau một thời gian điều trị bệnh viện đó, thì người ta phải bắt buộc phải dùng các kháng sinh chống đề kháng như là vancomycin, teicoplanin. Thì đối với những người như vậy đó thì thận yếu là vậy, chắc chắn là bác sĩ phải kiểm tra rất là kỹ cái chức năng của thận nha. Rồi chỉ định chúng ta coi cái chỉ định của nó là dựa trên cái phổ đó thôi. Nhưng mà hiện nay đó chỉ định trên những vi khuẩn gram dương để kháng thuốc chứ không có lung tung ha. Đây là teicoplanin thì chúng ta đếm vòng thì nó cũng có 3 vòng như vậy đó ha. Nhưng mà nó khác biệt hơn là gì? Tức là nó có nhiều phân tử đường amin hơn. Ở trước kia nó có đường đôi thôi, đường đi saccharide đó, đường đi saccharide thì ở đây chúng ta có 3 cái đường đơn nó riêng biệt, nhưng mà nó có 2 phân tử đường amin chứa nitơ. Cho nên là cái tính thần dầu của cái này nhiều hơn. Ngoài ra nó có chứa nhiều cái halogen ở trên phân tử của cái cấu trúc của nó, cho nên là cái tính thần dầu nó cũng nhiều hơn nha. Như vậy là liên quan cấu trúc của tác động đó, thì chúng ta cũng có thể thấy là phần aldicol, tức là cái phần ba dòng đó thì là phần tác động chính. Còn cái phân tử đường đó giúp cho thuốc để gắn vào cơ thể, và có nhiều đường amin nên cái tính thần dầu cũng như là cái tính gắn thuốc vào cơ thể nó mạnh mẽ hơn so với vancomycin, cho nên là nó ưu điểm hơn. Ha. Chứ còn cái cơ chế tác động và công dụng của nó là giống như là vancomycin. Rồi, chúng ta qua cái chất cuối cùng là bulimicin. Nó là gram âm nha, tác động trên gram âm. Ba cái chất kia là gram dương nữa trước rồi, còn chất này gram âm. Và nó thuộc cái nhóm là gì? Polypeptide ha. Nó không có phân tử đường nào hết. Nó không có phân tử đường nào hết trơn ha. Nó có rất nhiều các cái bulimicin có tác động, nhưng mà hiện nay đó người ta chỉ lựa được cái 8 cái thôi. A, B1, B2, D1, E1, E2, S, T1. Tức là người ta phân loại của nó ra là dựa trên cái cấu trúc. Nhưng mà ta đặt ABC đó là đặt theo cái thứ tự xuất hiện của nó thôi. Và cùng một cái nhóm cấu trúc giống nhau thì cùng một nhóm thì nhóm A, nhóm B, nhóm C. Như vậy B1, B2 đó thì ta gọi là bulimicin B. E1, E2 ta gọi là bulimicin E. Vậy đó. Còn có những cái là nó chỉ có D1, nhưng mà cái D2 nó không được lựa chọn ha. Hiện nay thì nếu mà dùng nó thì dùng hỗn hợp bulimicin B, 1 B2 thì gọi là bulimicin B, một cái nữa là bulimicin E2 đây gọi là colistin. Chứ còn những cái khác cũng không dùng, bởi vì cái độc tính rất cao ở trên thận ha. Còn những cái phần này thì thôi bỏ qua đi các bạn nha. Đây phân tử của nó không, một cái vòng nối mặt thẳng, và phía bên này là một phần thân dầu, một cái vòng là mặt thẳng thân dầu. Vậy là đây là bulimicin B này ha, còn ở đây là colistin, tức là E, nhóm E. Nói chung là những cái này đó độc tính rất là cao ha, độc tính rất cao, rất là ít sử dụng, dùng ngoài ra không dùng toàn thân. Riêng colistin thì có thể dùng toàn thân, nếu uống đó thì tác dụng tại chỗ, nếu nhỏ mắt nhỏ tay nhỏ mũi nhỏ miệng đó thì cũng dùng tại chỗ ha. Và nó có tác động rất tốt trên vi khuẩn gram âm, đặc biệt là những gram âm đề kháng như là gì, pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae ha, đây là những cái vi khuẩn gram âm mà rất là nguy hiểm. Ví dụ như là nó gây viêm phổi nè, có thể gây viêm màng não chết người luôn ha. Pseudomonas aeruginosa cũng là viêm màng bồ đào đó, là bị viêm màng bồ đào mà nếu mà không điều trị là có thể là đuối ha, có thể là bị nhiễm trùng. Còn các loại enterobacter như là trong đường ruột đó thì nói chung là nó dễ dàng để điều trị bởi các cái thuốc khác thôi, người ta không quan tâm. Do vậy đó bulimicin đó nếu mà dùng trên nhỏ mắt thì ta quan tâm đến pseudomonas aeruginosa, còn nếu mà dùng trong toàn thân đó để nhiễm trùng cái con Klebsiella, nhiễm trùng huyết đó, hay là
tên là cộng Pseudomonas aeruginosa nhiễm trùng huyết, vân vân nhé. Cơ chế tác động của nó cũng giống như vậy đó. Cơ chế tác động thì với bulimicin thì nó có cái cơ chế tác động duy nhất của nó là ức chế trên cái màng tế bào và nó rối loạn tấn công vào màng tế bào. Đây là kháng sinh duy nhất và các tác động trên một cơ chế thôi. Nhưng do cái hạn chế về sử dụng của nó đó, cho nên vấn đề đề kháng của các bulimicin đó nó vẫn còn ít, nó có nhiều lắm. Vì về dân động học thì như đã nói là hầu hết là các cái bulimicin là không hấp thu qua đường uống nha. Và đặc tính của nó là đặc tính trên thận. Chỉ định của nó đó, khi nào mà những thuốc khác không còn được chỉ định nữa đó thì nó mới được sử dụng. Và cái chỉ định phạm vi của nó là rất là hẹp, là trên vi khuẩn gram mâm nha. Trên vi khuẩn gram mâm. Các trường hợp nặng đó do gram mâm. Trong cái đơn thuốc đó, cái colistin được chỉ định. Tác dụng phụ thường gặp đó là trên cái thận nha, trên cái ống thận. Còn các cái độc chi thì tôi nói ít xảy ra, trên thần kinh ngoại biên thì ít xảy ra. Rồi, nên tóm lại là cái phần bulimicin đó nó cũng hơi là kỳ lạ một chút, đó là nó đa dạng trong cơ chế và ít nhất là nó cũng có hai cái mảng vi sinh vật gram âm gram dương khác nhau ở trong cùng một cái nhóm. Đó là cái điểm đặc biệt của nó. Nhưng mà nó giống nhau chỗ là gì? Peptide rất dễ ion hóa nên uống đó, thì không hấp thu. Vậy các đặc tâm tại chỗ. Và thứ hai nữa, đặc tính của nó là đặc tính tinh thần rất là rõ, cho nên là cái hạn chế sử dụng của nó. Nhưng mà cái quan trọng của nó là gì? Là cái tuyến cuối để điều trị các vi khuẩn gram dương đề kháng hoặc là gram âm đề kháng. Rồi, các em có hỏi gì không? Theo không nè? Các em hỏi thêm gì không? Hôm nay bạn nào vắng mặt là nhiều, nó giống chúng ta ít nhất cũng trăm mấy đúng không? Mà chúng ta học có 1/3, rất làm tiếc. À, lấy làm tiếc ha. Nhưng thôi không sao. Thời kỳ mà dịch giả như thế này, học online như thế này thì mất cảm hứng. Thì các bạn là nếu bạn nào mà đọc được thì cứ lấy tài liệu ra và đọc ha. Để nâng cái tự học cho mình nên cũng tốt, không sao cả. À, lớp chúng ta thì học xong rồi. Thì hôm nào nếu mà tôi rảnh thì tôi sẽ soạn cho một số cái câu hỏi ôn tập để chúng ta nhắc lại trước khi chúng ta thi học kỳ. Bởi vì chúng ta cái phần này chúng ta không có giữ kỳ, cho nên phần học kỳ nó sẽ chiếm rất là nhiều cái câu hỏi đó. Các em hỏi gì? Có không? Các bạn nào lại diện không? Rồi nếu không có hỏi gì đó thì thắc mắc cũng được, sau này về nhà đọc bài, mà nếu thắc mắc gì thì đặt câu hỏi gửi cho nhóm trưởng, lớp trưởng cũng được, gửi cho tôi trả lời cho nha. Bây giờ nếu mà mới nghe qua không mà đặt câu hỏi thì có thể các bạn chưa tiêu hóa kịp. Trong quá trình học đó, chỗ nào thấy nhầm lẫn mà điều chỉnh được thì tự điều chỉnh, chỗ nào mà không điều chỉnh được thì đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời. Còn tìm hiểu thêm trong các cái tính chất dược lý, hóa lý hay là dược động học của nó gì vân vân đó mà chưa rõ thì cứ thể đặt câu hỏi và tôi trả lời ha. Rồi cuối tuần vui vẻ. Rồi, Merry Christmas đúng không? Có ai tối nay là đi chơi Noel không? Nhớ hết sức là cẩn trọng nha, hết sức là cẩn trọng bởi vì Covid vẫn còn đó, cho nên là đi ra ngoài hạn chế tiếp xúc, hạn chế tập trung đông người, couple là được rồi, đâu cần phải 3 người trở lên đúng không? Tuổi này chỉ có 2 người là đủ rồi, nên tránh đừng cái tụ tập nhiều.